Alo. Đây, chào các bạn sinh viên người giảng viên ở tham gia khóa học LMS Academy Global Foundation Bootcamp. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục buổi học hay buổi học module tiếp theo, đó là module 4 và module 5 của khóa học này, là LMS Cloud Security và LMS Networking and Container Delivery. Thì bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu là module 4 của khóa học, đó là bảo mật trên đường dây năm mây LOS. Thì bên cạnh việc kinh doanh của LOS thì vấn đề bảo mật khách hàng là một vấn đề mà LOS đặt ra rất là ưu tiên, và đặt ra là ưu tiên cao nhất của LOS. Thì tại LOS cung cấp môi trường đường dây năm mây để có thể mở rộng và được thiết kế để đảm bảo tính sẵn sàng cao, đảm bảo sự tin cậy và cung cấp những công cụ để cho phép chúng ta được chạy nhiều loại ứng dụng, đảm bảo tính bảo mật toàn diện và tính khả dụng cho hệ thống. Thì mục tiêu qua đấy là nhằm duy trì cái niềm tin và sự tin cậy của khách hàng, cho nên là vấn đề bảo mật là vấn đề rất quan trọng. Thì module này sẽ cung cấp cho chúng ta giới thiệu về cách mà iOS tiếp cận vấn đề bảo mật, bao gồm các biện pháp kiểm soát và kiểm soát bảo mật và môi trường của iOS. Một số sản phẩm của iOS Cloud giúp cho khách hàng có thể đạt được những cái mục tiêu bảo mật. Thì trong module này chúng ta sẽ bao gồm các chủ đề sau. Thứ nhất là trong module này chúng ta sẽ gồm các chủ đề nói về những mô hình chia sẻ trách nhiệm của iOS, cái công cụ iOS Identity and Access Management IAM. Đó. Chúng ta sẽ học về các cái cách bảo mật cái tài khoản iOS mới khởi tạo, bảo mật các tài khoản trên trên nền tảng iOS, bảo mật các dữ liệu truyền tải và lưu trữ trên iOS, làm việc để đảm bảo các vấn đề về tuân thủ. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số dịch vụ và tài nguyên để bảo mật bổ sung nữa. Thì mục tiêu sau khi hoàn thành cái khóa module này thì chúng ta sẽ có thể là nhận biết được cái mô hình chia sẻ trách nhiệm của iOS. Là hiểu được cái mô hình chia sẻ trách nhiệm này, phía iOS là như thế nào và phía khách hàng sẽ đảm nhận những cái vai trò trách nhiệm gì. Xác định được trách nhiệm nào là của khách hàng và trách nhiệm nào là của LBS, nhận biết được cái IMU, group và role, mô tả được những cái loại thông tin xác thực bảo mật khác nhau trong LBS, xác định được các bước để bảo mật tài khoản LBS mới, tìm hiểu về IMU và group, nhận biết được những cái cách bảo mật dữ liệu của LBS và nhận biết về các chương trình tuân thủ của LBS. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bước vào là cái mô hình chia sẻ trách nhiệm của iOS Cloud. Thì trong mô hình này sẽ gồm hai phần, đó là phần view khách hàng và phía iOS. Thì mô hình này được thiết kế là giảm bớt cái việc mà gánh nặng vận hành của khách hàng. Khách hàng chính là chúng ta đó. Thì cung cấp cho chúng ta được những cái tính linh hoạt, giúp cho kiểm soát được những cái việc triển khai giải pháp của chúng ta cho iOS. Chúng ta thì phải duy trì một số khía cạnh của vấn đề bảo mật thôi. Đó, sự phân biệt trách nhiệm này được thể hiện qua hai cái cụm từ, đó là in và off. Thì đối với iOS thì vận hành quản lý kiểm soát các thành phần ở trong của đám mây, đó là off đó. iOS sẽ đảm nhiệm những cái thành phần về phía hạ tầng, ví dụ như iOS vận hành quản lý kiểm soát các thành phần từ lớp ảo hóa xuống lớp vật lý, nơi mà cái dịch vụ iOS hoạt động đó, và iOS sẽ chịu nhiệm độ bảo vệ cơ sở hạ tầng này. Thì cơ sở hạ tầng sẽ bao gồm những thành phần như là phần cứng, phần mềm, mạng, cơ sở hạ tầng toàn cầu và các dịch vụ đám mây iOS đó. Về phía khách hàng thì sẽ chịu trách nhiệm về việc mã hóa dữ liệu ở trạng thái tĩnh và trạng thái động, nghĩa là dữ liệu được lưu trữ và lưu liệu trên quá trình truyền tải đó. Thì khách hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm là đảm bảo được cái việc mà cấu hình mạng và cấu hình bảo mật cũng như là thông tin đăng nhập một cách an toàn. Đó, khách hàng sẽ cấu hình các cái security group và cấu hình của hệ điều hành chạy trên các cái phiên bản EC2 mà họ phải chạy, cái phiên bản tính toán mà họ chạy đó. Chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về việc cập nhật những cái bản vá bảo mật, các bản cập nhật và bản vá bảo mật
Thì các bạn thấy trong cái bức trên hình này, chúng ta phía khách hàng chúng ta sẽ quản lý về những cái dữ liệu chúng ta đó, về những cái tài khoản, những cái tài khoản định danh đó, nó cấu hình và điều hành mạng và tường lửa. Còn phía AWS thì đảm nhận cái việc mà cái từ lớp ảo hóa đến lớp phần cứng phía bên dưới. Thì với phía AWS này, trách nhiệm của AWS thì sẽ bảo mật an ninh ở vận hành, quản lý, kiểm soát các thành phần từ hệ điều hành ở lớp vật lý và lớp ảo hóa đến nơi mà các dịch vụ đang hoạt động. Thì AWS sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cơ sở tầng toàn cầu, kể tất cả các dịch vụ được cung cấp trong cái nền tảng điện toán đám mây của AWS. Thì cơ sở hạ tầng toàn cầu bao gồm AWS Region này, Availability Zone và S Location. Thì AWS chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng quản lý vật lý lưu trữ tài nguyên của người dùng, bao gồm là bảo mật vật lý của trung tâm dữ liệu. Đã, quyền truy cập được kiểm soát, cái quyền truy cập mà cái trung tâm dữ liệu thì được kiểm soát chặt chẽ với các nhân viên bảo vệ 24/7, xác thực hai yếu tố truy cập được vi vào những nhật ký và với các camera giám sát. Với cái thiết bị mà hư hỏng á, thì sẽ được bị phân rã ra và phá hủy bởi cái thiết bị chuyên dụng. Về cơ sở tầng phần cứng á, thì cơ sở tầng phần cứng như là máy chủ, thiết bị lưu trữ và các thiết bị phần cứng khác. Cơ sở tầng phần mềm như là lưu trữ hệ điều hành, ứng dụng dịch vụ và phần mềm ảo hóa. Và cuối cùng là cơ sở hạ tầng mạng, ví dụ như là router này, switch này, bộ cân bằng tải, tường lửa, hệ thống các dây cáp. Đó. Thì AWS sẽ giám sát những cái hệ thống mạng này, để bảo mật các cái điểm truy cập và cung cấp cơ sở tầng dự phòng, phát hiện những xâm nhập từ bên ngoài. Thì cái việc bảo vệ cơ sở tầng này là cái ưu tiên hàng đầu của AWS. Mặc dù chúng ta thì không thể truy cập được những cái trung tâm dữ liệu này và văn phòng này, nhưng mà chúng ta có thể là thông qua một số báo cáo từ AWS cũng như cái kiểm toán viên từ bên thứ ba đó, thì đảm bảo cái việc mà AWS tuân thủ những cái tiêu chuẩn và quy định về bảo mật. Thì đối với cơ sở, trong khi vì cơ sở tầng điện toán đám mây được bảo mật và duy trì với AWS, thì khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật cho mọi thứ đặt ở phía trong đám mây, cụm từ in đó, các bạn lưu ý cụm từ in đó. Thì khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về những cái gì triển khai trên sử dụng cái dịch vụ của AWS, chịu trách nhiệm những các cái ứng dụng được kết nối với AWS. Thì cái bước bảo mật thì tùy thuộc vào cái dịch vụ mà chúng ta sử dụng và mức độ phức tạp của hệ thống của chúng ta khi mà triển khai. Thì trách nhiệm của khách hàng như chúng ta là có thể ví dụ là chúng ta sẽ chọn phiên bản hệ điều hành nào, chúng ta bảo mật cái ứng dụng như thế nào, phải chạy trên tài nguyên AWS, cấu hình security group như thế nào, cấu hình tường lửa như thế nào, cấu hình mạng và quản lý cái tài khoản như thế nào, là phụ thuộc vào cái trách nhiệm của chúng ta. AWS sẽ không không có trách nhiệm trong cái việc mà bảo mật những cái vấn đề này. Thì khi chúng ta sử dụng dịch vụ AWS á, thì chúng ta có quyền kiểm soát hoàn toàn đối với những nội dung của chúng ta. Thì những cái nội dung quan trọng mà chúng ta quản lý là ví dụ là những cái nội dung mà chúng ta lựa chọn để lưu trữ trên cái nền tảng điện toán đám mây này đó, thì những dịch vụ nào được sử dụng những nội dung đó được lưu trữ ở những quốc gia như thế nào, thì mỗi quốc gia nó sẽ có quy định khác nhau, thì cái nội dung đó sẽ phụ thuộc vào về pháp luật của quốc gia đó. Chúng ta giữ những cái việc mà đảm bảo tuân thủ nội dung như thế này, rồi những cái định dạng cấu trúc nội dung tài liệu được ẩn danh hay mã hóa hay không á, thì do ông ta là cấu hình, ai được quyền truy cập những nội dung đó và quyền truy cập được cách quản lý và thu hồi như thế nào thì thuộc về cấu hình của chúng ta. Thì tóm lại là cái việc mà kiểm soát về phía trách nhiệm của khách hàng á, thì ta sẽ chịu trách nhiệm về bảo mật những cái gì mà chúng ta sẽ triển khai, môi trường ứng dụng, cấu hình IAM, hệ điều hành chúng ta đang chạy trên nền tảng của AWS á, thì do trách nhiệm của ta quản lý. AWS chỉ chịu trách nhiệm về cái phần hạ tầng ở bên dưới thôi. Thì đối với mà những một số cái dịch vụ và một số cái trách nhiệm bảo mật của một số dịch vụ cụ thể, ví dụ như là đối với những dịch vụ mà liên quan hạ tầng á, Infrastructure as a Service á, thì cái dịch vụ cơ bản đám mây
dù như là thường cái yêu cầu của như cập để cấu hình mạng này, cài đặt cái máy máy ảo trên phần cứng chuyên dụng. Đó. Thì khi ở với đối với cái dịch vụ này thì sẽ cung cấp cho chúng ta mức độ linh hoạt và kiểm soát quản lý cao nhất đối với cái tài nguyên của WildOS. Thì cái dịch vụ này sẽ gần giống như với cái tài nguyên OnDemand, tài nguyên tại chỗ chúng ta đang ở cái bộ phận công nghệ thông tin đang triển khai ngày nay. Đó, thì ví dụ cái dịch vụ này là điển hình của dịch vụ này là Amazon EC2 đó. Thì yêu cầu chúng ta là thực hiện cho tất cả các tác vụ quản lý và cấu hình bảo mật cần thiết. Đối với những vụ này thì chúng ta sẽ thực hiện tất cả cái tác vụ quản lý cấu hình bảo mật. Thì đối với chúng ta khi triển khai các phiên bản C2 á, thì chịu trách nhiệm quản lý hệ điều hành này, bao gồm các bản cập nhật bản bảo mật trên cái thiết bị này. Và ngoài ra thì còn có những cái phần mềm ứng dụng được cài đặt trên những cái phiên bản C2 này và cấu hình cái security group á. Tại vì những chúng ta đối với những nhóm dịch vụ mà về platform as a service á, thì không yêu cầu khách hàng phải quản lý cơ sở tầng bên dưới như là phần cứng hệ điều hành. Cái dịch vụ này cho phép chúng ta tập trung hoàn toàn vào việc triển khai quản lý các ứng dụng. Chúng ta không cần phải lo lắng về việc mua sắm tài nguyên, lập kế hoạch dự trù, khả năng đáp ứng của cái phần cứng bên dưới và bảo trì những phần mềm và vá lỗi những phần mềm ở đó. Thì cái trách nhiệm về vá những phần mềm dưới đó là do Alabit đảm nhận. Thì đối với nhiệm vụ này thì điển hình đó là AWS Lambda và Amazon RDS ấy. Thì có thể được phân loại là platform as a service. Thì vì AWS vận hành ở lớp cơ sở hạ tầng, hệ điều hành và nền tảng, khách hàng chỉ cần phải tập trung vào các điểm đầu cuối thôi, nơi mà chúng ta lưu trữ và dưới sức dữ liệu. Thì đối với những dữ liệu này thì chúng ta chịu trách nhiệm quản lý những dữ liệu, chúng ta phân loại những cái dữ liệu nào là mật, những dữ liệu nào mà được công khai đó, và áp dụng cái quyền cho thích hợp. À, thì tới với dịch vụ này thì AWS xử lý một phần lớn cái yêu cầu mật rồi. Chúng ta sẽ chỉ cần là còn liên quan đến phần cấu hình thôi. Và những dữ liệu chúng ta lưu trữ trên những cái hệ thống này, những nền tảng này. Thứ ba là những cái dịch vụ Software as a Service. Thì dịch vụ này cung cấp những cái phần mềm để truy cập thông qua trình duyệt web, ứng dụng trên di động hoặc là những cái giao diện lập trình thông qua những API. Thì mô hình này sử dụng dịch vụ qua lớp SI Software as a Service này thì thường được đăng ký lâu dài, hoặc là chúng ta trả tiền cho khi mà chúng ta sử dụng thôi, Pay as you go thôi. Chúng ta sử dụng thì chúng ta trả tiền cho những thời gian chúng ta sử dụng đó. Thì với những dịch vụ này thì chúng ta không cần phải quản lý cơ sở tầng. Đó, ở điển hình một số dịch vụ của thuộc dạng là Software as a Service đó, như là AWS Trusted Advisor này, AWS Shield và AWS Gmail, thì nó được phân loại là cái dịch vụ Software as a Service với một số đặc điểm như là AWS Trusted Advisor đó, là công cụ mà phân tích cái môi trường của AWS, cung cấp những cái hướng dẫn, những cái đề xuất để giúp chúng ta là triển khai những cái phương pháp tốt tốt nhất cho những cái dịch vụ chúng ta cho AWS. AWS Shield thì là dịch vụ bảo vệ chúng ta khỏi những cái cuộc tấn công từ cái dịch vụ DDoS, giúp phát hiện tấn công và giảm thiểu những cái cuộc tấn công này, giảm thiểu rủi ro từ tác động những cuộc tấn công như thế này. Cho nên đối với dịch vụ AWS Shield thì có sẵn, chúng ta không cần phải đăng ký tham gia AWS Support để có thể là tham gia cái dịch vụ này. Đó. Ví dụ AWS Shield Advanced thì có sẵn cho tất cả mọi khách hàng của AWS. Gmail là dịch vụ giống như là liên lạc trực tuyến, gặp gỡ, trò chuyện trực tuyến, như cái cuộc thực hiện những cuộc họp á, trực tuyến, trao đổi công việc trong và bên ngoài công ty. Thì đó là tất cả những cái khái niệm về cái mô hình chia sẻ nhiệm của LMS. Thì tiếp theo chúng ta sẽ làm một số hoạt động về
mô hình chịu trách nhiệm này. Thì trong hình là các bạn thấy đó là một số câu hỏi, trong hình là chúng ta đang có là một cái PPC, Amazon PPC, và trong cái PPC đó có hai phần cứng, đó là Amazon EC2 và một cái Oracle Instant. Ngoài ra thì ngoài ngoài PPC đó cũng có một cái Amazon S3 đúng không? Chúng ta trả lời câu hỏi là việc những câu hỏi từ 4 đến 8 đây. Thì việc cập nhật và vá những cái hệ điều hành ở trên những EC2 Instance này, cái phiên bản EC2 này, thì như chúng ta nói là cái việc mà cập nhật bản vá này, nó chỉ đảm nhận cái việc mà có hình phần cứng bên dưới thôi, còn cái việc cập nhật những cái bản vá bảo mật á, thì do phía khách hàng đảm nhận. Thì câu trả lời đây là khách hàng, customer đó. Đó về bảo mật, nó vật lý, bảo mật về phí vật lý cho cơ sở trung tâm dữ liệu data center thì do là Iris đảm nhận. Và những cái hạ tầng ảo hóa bên dưới cũng do trách nhiệm, theo mô hình trách nhiệm thì cũng là do Iris. Và tương tự như vậy thì cấu hình EC2 thì do phía khách hàng, cấu hình những ứng dụng mà chạy trên cái phiên bản EC2 á thì sẽ do phía khách hàng đảm nhận đó. Còn nó đối với Oracle Instant á thì nó là dịch vụ thuộc về là platform as service. Thì ở đây thì khi mà cái bản vá cập nhật cái bản vá chạy trên cái Oracle Instant này thì sẽ do là AWS. Nếu mà cái Oracle Instant này, cái phiên bản Oracle này nó chạy mà chạy trên cái phiên bản thứ tư á, thì cái đấy đối với dịch vụ này thì những đó là những dịch vụ về Infrastructure as a Service đó, thì những dịch vụ này sẽ do phía khách hàng cập nhật bản vá. Nếu mà chúng ta sử dụng RDS á, Amazon RDS thì nó sẽ do AWS. Còn nếu mà chúng ta sử dụng EC2 Instant thì nó sẽ do là phía khách hàng. Còn về cấu hình mà S3 cái S3 Bucket á, thì truy cập S3 thì sẽ do phía khách hàng đảm nhận. Thì các bạn nắm rõ cái mô hình chi trách nhiệm này á, thì chúng ta sẽ trả lời được những cái câu hỏi này. Trong cái bài kiểm tra thì sẽ có một số câu hỏi nó liên quan đến cái phần mà cái mô hình chi trách nhiệm á, thì các bạn nắm vững được cái mô hình chi trách nhiệm này, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Đây là một mô hình khác. Mô hình khác thì chúng ta sẽ đương khi chúng ta đưa được mô hình này thì chúng ta sẽ trả lời những cái trách nhiệm bảo mật của cái những dịch vụ này là thuộc về phía AWS hay là về phía khách hàng. Đó. Đầu tiên là chúng ta sẽ AWS Console á, thì để chắc rằng cái nó không bị tấn công á, thì trách nhiệm thuộc về ai? À, thì đây là phía hạ tầng bên dưới là do AWS đảm nhận. Cấu hình những cái subnet không về mạng á, thì cấu hình việc liên quan cấu hình đó thì do về phía khách hàng. Thì các bạn thấy cụm từ cấu hình đó, nó thì thường là chỉ thuộc về khách hàng đó. Cái bài cấu hình về subnet về VC thì sẽ do trách nhiệm khách hàng chính. Đó, còn với những cái việc mà liên quan đến hạ tầng bên dưới như là region này, availability zone và edge location thì nó sẽ thuộc về AWS. Cái bảo mật S key là đây là data chúng ta phải lưu giữ thì sẽ thuộc về trách nhiệm khách hàng. Là về hạ tầng mạng bên dưới là do trách nhiệm của AWS, thì câu này câu 6 là chúng ta trả lời là đi trách nhiệm của AWS. Tương tự vậy thì đảm bảo được cái hệ thống mạng có độ trễ thấp thì cũng là do AWS chịu trách nhiệm. Còn đối với những cái đấy thứ ba yếu tố thì do chúng ta cấu hình nên là bị phía khách hàng, trách nhiệm về cái khách hàng. Đó, thì phần một này chúng ta sẽ chủ yếu là nắm những cái key chính, đó là cái cụm từ off và in ha.
Thì ở đấy đảm nhận những cái bảo mật, những gì thuộc về phía cloud, còn chúng ta sẽ đảm nhận trách nhiệm về những gì trong phía trong nó. Và AWS thì sẽ nhiệm về những cái cơ sở hạ tầng, phần cứng, phần mềm, mạng, những cái hạ tầng phía bên dưới mà chạy những dịch vụ về điện toán đám mây đó. Về những dịch vụ mà được phân loại là Infrastructure as a Service thì do trách nhiệm chắc khách hàng chịu trách nhiệm về việc cấu hình và quản lý, cập nhật những mảng vá này, đường lửa, security group, đó là trách nhiệm của phía khách hàng. Sau như vậy chúng ta đi hết cái phần phần một là mô hình trách nhiệm rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần phần hai, đó là AWS IAM, đó là có công cụ quản lý về truy cập và danh tính. Thì công cụ này giúp chúng ta kiểm soát được những cái truy cập vào những cái dịch vụ và điện tính toán này, lưu trữ những cơ sở dữ liệu và những cái ứng dụng trong cái điện toán đám mây AWS. Thì IAM thì được sử dụng để xử lý những xác thực, thực thi những cái chính sách ủy quyền để chúng ta xác định người dùng nào truy cập những dịch vụ nào. Đây là một công cụ tập trung giúp ta quản lý cái việc truy cập và việc truy cập vào để khởi chạy cái cấu hình quản lý, và chúng ta xóa bỏ kết thúc những cái tài nguyên trong cái tài khoản AWS chúng ta. Công cụ tập trung để chúng ta không phải là đến từng cái công cụ chúng ta cấu hình, mà chúng ta có một công cụ tập trung để chúng ta quản lý cái việc truy cập vào đó. Thì cái công cụ này cung cấp những cái kiểm soát, cái quyền kiểm soát chi tiết đối với những cái gì tài nguyên, bao gồm là cái lệnh gọi API đó, đối với từng dịch vụ. Thì cho dù chúng ta là sử dụng bất kỳ một cái công cụ quản lý nào của AWS, ví dụ như là AWS Console này, Command Line, hay là dùng SDK công cụ phần mềm á, thì đều phải dùng cái lệnh gọi API đến cái dịch vụ AWS hết. Đó, thì với IAM thì chúng ta sẽ giúp quản lý, chúng ta là quản lý những cái tài nguyên nào truy cập bởi bởi ai và như thế nào, những cái tài nguyên này có thể đi truy cập. Ví dụ chúng ta có thể cấp những cái tài nguyên, cái quyền khác nhau cho những người dùng đối với những tài nguyên khác nhau. Ví dụ như là các bạn có thể là cho phép người dùng truy cập vào toàn bộ các quyền vào Amazon EC2, S3, DynamoDB, RedShift và các dịch vụ khác. Nó tuy nhiên đối với một số người dùng khác á, thì chúng ta chỉ có thể là cung cấp cho họ cái quyền là đọc ghi thôi, đọc thôi, chỉ đọc thôi, không có đủ cái quyền. Thì đối với AM á, thì chúng ta có thể cấp quyền như vậy. Đó, và cái việc mà thanh toán cái tài khoản chúng ta đó, thì với công cụ này cũng hỗ trợ cái việc đó. Đó, truy cập thông tin tài khoản thanh toán á, thì chúng ta có thể cấu hình để cho người dùng nào có quyền truy cập, người dùng nào không. Và cái công cụ này được AWS cung cấp miễn phí, chúng ta không phải trả phí khi sử dụng cái dịch vụ này. Đó, để hiểu cách sử dụng IAM á, thì phải hỏi được vai trò và chức năng của từng thành phần trong bốn thành phần của công cụ này. Thì thứ nhất là IAM user, đó là một cái người người dùng và ứng dụng trong tài khoản AWS và thực hiện cái lệnh gọi API đến các sản phẩm, các cái dịch vụ của AWS. Đó, thì mỗi mỗi cái user này sẽ có một cái username duy nhất, không có khoảng trắng. Và những cái thông tin xác thực thì được giữ bí mật, không được chia sẻ với nhiều người khác. Các thông tin xác thực này thì gồm những là thông tin xác thực người dùng gốc root view á, của tài khoản AWS. Thì khi đó là tài khoản mà ban đầu chúng ta đăng ký AWS á, thì chúng ta sẽ có một cung cấp tài khoản người dùng gốc. Và mỗi mỗi user này được định nghĩa trong và chỉ một cái tài khoản AWS thôi. User nằm trong một cái tài khoản của AWS account á. Rồi IAM Group là một tập hợp những user, IAM user. IAM policy là một cái gọi là một cái tài liệu dùng để xác định những quyền nào và người dùng có thể thực hiện trong cái tài khoản AWS. Đó, và cái chính sách thường các quyền truy cập với cái tài nguyên cụ thể chỉ định những người dùng nào có thể làm gì với cái tài nguyên đó. Thì đối với những chính sách này chúng ta có thể từ chối quyền truy cập. Chúng ta có thể từ chối quyền truy cập.
Cuối cùng là iEMRO. iEMRO là một công cụ để cấp quyền truy cập tạm thời, tạm quyền truy cập tạm, khi mà chúng ta cần cấp quyền truy cập tạm thời á vào cái tài nguyên iOS thì chúng ta sử dụng iEMRO. Khi mà định nghĩa iEMRO, chúng ta sử dụng các cái loại truy cập và được sử dụng, thì ở đây chúng ta có một khái niệm là xác thực đó. Để các bạn về bảo mật, là xác thực là một cái khái niệm máy tính cơ bản rồi đó. Thì ở đây với cái khái niệm này thì chúng ta phải chứng minh được danh tính của chúng ta trước khi mà truy cập vào trong hệ thống. Thì khi chúng ta mà có hình IMU á, thì chúng ta chọn cái quyền truy cập mà người dùng được phép sử dụng để truy cập tài nguyên của Alamed. Thì chúng ta có thể chọn những cái loại quyền truy cập khác nhau. Thứ nhất là quyền truy cập về phía mà lập trình, hoặc là quyền truy cập vào cái iOS console. Chúng ta có thể chỉnh định một trong hai, hoặc là chúng ta có thể chỉnh định cả hai lần truy cập này. Online hoặc là qua SDK, công cụ lập trình phần mềm đó, để tăng cường bảo mật thì chúng ta nên bật xác thực đa yếu tố. Đối với xác thực đa yếu tố thì người dùng phải cung cấp cái token ngoài cái thông tin xác thực thông thường, đó là username, mật khẩu trước khi truy cập cái tài nguyên của Alphabet. Ở đây thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ, cái phần mềm về quản lý xác thực đa yếu tố trên thiết bị di động như là Google Authentication, Google Authenticator, hoặc là các công cụ khác. Hoặc là chúng ta sử dụng cái công cụ phần cứng, cái khóa phần cứng khi mà quản lý những cái xác thực đa yếu tố này. Thì tùy vào chúng ta sử dụng cái như nào thì nó sẽ Alphabet đều hỗ trợ hết. Thì chúng ta đều bị từ chối hết. Thì đây là nguyên tắc là đặc quyền ít nhất, cung cấp những cái đặc quyền ít nhất cho người dùng. Đó, khuyến khích chúng ta chỉ cấp những cái đặc quyền tối thiểu cần thiết cho người dùng thôi, dựa trên nhu cầu của người sử dụng.
Khi chúng ta tạo cái chính sách IAM á, thì cái tốt nhất là cung cấp những cái đặc quyền tối thiểu, xác định những gì mà người dùng cần để có thể làm, sau đó xây dựng cái chính sách cho họ để người dùng chỉ thực hiện được các nhiệm vụ đó thôi, bắt đầu với một một cái quyền tối thiểu và chúng ta sẽ cung cấp các quyền bổ sung nếu mà cần thiết. Đó. Như vậy thì an toàn hơn là vì chúng ta là cung cấp quá nhiều cái quyền truy cập, và khi đó khi mà cần thì chúng ta khóa lại thì nó an toàn hơn, cái việc mà cấp cái quyền tối thiểu thì an toàn hơn. Đó, thì các cái phạm vi của cấu hình dịch vụ IAM á, là trên toàn bộ toàn toàn cầu, không phải giới hạn theo region. Thì một khi chúng ta cài đặt IAM á, thì nó sẽ được triển khai trên tất cả các cái AWS region, bất kể là chúng ta sử dụng AWS region nào. IAM Policy đây là một cái tài liệu á, đưa ra những cái quy định về cái quyền này sẽ được cấp cho một cái thực thể nào, danh tính nào đó. Thì các cái chính sách này, cái policy này á, được đính kèm với các cái danh tính của IAM. Đó, thì các danh tính này bao gồm là user này, group này, role hoặc là những cái tài nguyên. Ví dụ chúng ta có thể đính kèm một chính sách vào tài nguyên AWS chặn tất cả những yêu cầu không tất cả những cái yêu cầu đến từ địa chỉ IP nhất định. Thì các cái policy này nó chỉ hành động nào được phép, tài nguyên nào được phép thực hiện những hành động đó, và đó cái hiệu quả như thế nào khi người dùng yêu cầu quyền truy cập vào tài nguyên. Thì thứ tự mà chúng ta triển khai cái chính sách này không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Tất cả các policy được đến đều được đánh giá hết một lần, và kết quả cuối cùng là cho phép hoặc là từ chối. Khi mà các chính sách này bị xung đột với nhau á, khi mà các chính sách này bị xung đột với nhau thì cái chính sách nào mà hạn chế nhất sẽ được áp dụng, nghĩa là chúng ta một cái allow, một cái deny thì chúng ta sẽ từ chối. Nếu mà hai cái xung đột với nhau thì chúng ta sẽ ưu tiên cái từ chối. Thì có hai là chính sách IAM, đó là chính sách dựa trên danh tính, thứ nhất là chính sách dựa trên danh tính, thứ hai là chính sách dựa trên tài nguyên. Ở đây, chính sách dựa trên danh tính á, thì là cái chính sách được cấp phép mà chúng ta đính kèm với những danh tính như là IAM view này, role, group. Đó, các chính sách này thì kiểm soát những gì mà những việc mà danh tính thực hiện được. Đối với những chính sách dựa trên danh tính á, thì có thể phân loại thành là những chính sách được quản lý hoặc là chính sách nội tuyến. Đối với những chính sách được quản lý á, thì là những chính sách độc lập mà chúng ta đính kèm với user, group và role trong tài khoản LMS. Đối với chính sách nội tuyến á, thì là chính sách chúng ta tạo quản lý nhúng trực tiếp vào trong cái user group hoặc là nhúng vào trong cái role. Đối với lại chính sách thứ hai, đó là policy thứ hai, đó là policy những tài nguyên á, thì đó là các tài liệu JSON đính kèm vào trong tài tài nguyên, ví dụ như S3 này, Developer Kit này. Thì những chính sách này thì quy định là những hành động nào mà người dùng được phép làm và thực hiện những tài nguyên đó, bao gồm những cái điều kiện như thế nào nữa. Thì đây là một cái ví dụ về IAM policy. Thì đây là nó đối với giai đoạn decision. Thì ở đây là nó có hai cái quy định, đó là allow deny đó. Thì ở đây là chúng ta truy cập được quyền truy cập vào tài nguyên, quy định những cái quyền truy cập vào tài nguyên DynamoDB. Thì đối với những cái S3 bucket đó, tài khoản được đại diện bởi cái bucket name. Có hai phần, đó thứ nhất là DynamoDB, thứ hai là cái S3. Thì chính sách IAM này bao gồm cái việc từ chối tất cả những cái phần bất kỳ hành động nào trên cái tài nguyên, không sử dụng bất kỳ hành động nào trên tài nguyên DynamoDB hoặc S3 ngoại trừ cái hành động mà được chỉ định trong cái chính sách này. Thì trong cái vấn đề trong cái sách này á, thì câu lệnh mà deny sẽ ưu tiên hơn câu lệnh allow, câu lệnh từ chối được ưu tiên hơn là câu lệnh cho phép. Nếu mà hai cái này nó một cái là chúng ta cho phép nhưng cái kia chúng ta từ chối á, thì sẽ ưu tiên cái lệnh còn lệnh từ chối hơn.
Thì trong cái những chính sách dựa trên danh tính này được gắn với lại user group hoặc role, chính sách danh tính á, chính sách dựa trên tài nguyên á, thì được đính kèm với tài nguyên như S3. Thì chính sách này được chỉ định ai có quyền truy cập tài nguyên và thực hiện những hành động nào đối với tài nguyên đó. Đối với cái chính sách dựa trên tài nguyên được xác định inline á, nghĩa là chúng ta chỉ định chính sách trên tài nguyên đó thay vì tạo một cái tài liệu chính sách riêng, chúng ta gắn trực tiếp vào trong tài nguyên đó luôn. Ví dụ là chúng ta tạo một cái chính sách về của S3 bucket đó, là một cái loại chính sách dựa trên tài nguyên đúng không, thì trên S3 bucket đó chúng ta điều hướng đến cái bucket đó, chúng ta nhấp vào permission, chọn bucket policy và chúng ta viết cái AM policy ở đó, thì nó gọi là cái chính sách nội tuyến inline. Đó, thì trên hình là chúng ta thấy hai cách khác nhau mà cái người dùng, người user này, em user Marimajo này có thể được cấp quyền truy cập vào cái đối tượng S3 ở bên photo. Nếu chúng ta sử dụng cái chính sách dựa trên danh tính đó, thì chúng ta sẽ tạo một cái chính sách policy, một cái policy đó xong nó gắn trực tiếp vào trong cái tài khoản người dùng này. Ở còn bên phía bên phải đó, nếu mà chúng ta sử dụng chính sách dựa trên tài nguyên đó, thì chúng ta chỉ định nghĩa chính sách nổi tiếng, chúng ta không phải tạo mới, chúng ta gắn vào trong cái chế bài bucket luôn. Trên hình là cái cách mà chúng ta chính sách em cung cấp cái quyền cho user group và role. Khi IAM cấp quyền cho được phép hay không á, thì IAM trước tiên sẽ kiểm tra sự tồn tại của cái chính sách mà được từ chối trước. Nếu mà nó không tồn tại á, thì sẽ kiểm tra chính sách mà cho phép. Nếu mà không có chính sách từ chối á, hay là tồn tại á, thì IAM sẽ chuyển về chế độ mặc định, nghĩa là từ chối quyền truy cập. Mặc định nó là từ chối. Thì khi mà không có chính sách nào cho phép hoặc là từ chối thì nó sẽ mặc định nó từ chối. Nghĩa là người dùng sẽ được phép thực hiện hành động nếu mà hành động đó được cho phép thì thôi, còn nếu mà chúng ta không cho phép không allow đó, thì nó sẽ từ chối hết. Thì chúng ta có thể sử dụng cái AI công cụ là IAM Policy Simulator đó, là có cái công cụ để chúng ta kiểm tra khắc phục những sự cố liên quan đến chính sách IAM. Rồi, đó là phần IAM View. Rồi IAM Group, group là một tập hợp những cái người dùng, cái user IAM. IAM group cung cấp một cái cách thuận tiện là chúng ta có thể chỉ định được quyền cho một cái người dùng, tập hợp người dùng nào đó. Ví dụ chúng ta có thể tạo một cái nhé, IAM group được gọi là developer, quản trị viên á, thì đính kèm các chính sách cho cái nhóm quản trị viên này. Thì bất kỳ người dùng nào chúng ta thêm vào cái nhóm quản trị viên á, sẽ tự động có cái quyền chỉ định cho nhóm đó. Chúng ta không cần phải cấu hình cho từng cái user nữa. Đó, tương tự nếu mà chúng ta có một người dùng thay đổi công việc, thay đổi cái nhóm làm việc á, thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái quyền người dùng đó, chỉ cần xóa người dùng đó khỏi nhóm mà thêm người dùng đó vào trong nhóm khác thôi, chúng ta không cần phải thay đổi đối với từng người dùng. Thì đối với đặc điểm, một số đặc điểm quan trọng của cái AI group á, là một cái group để có thể chứa nhiều người dùng hoặc một người dùng có thể thuộc nhiều nhóm với nhau, thì các nhóm không thể thuộc về nhau được. Một nhóm chỉ có thể chứa người dùng và không thể chứa cái nhóm khác, nghĩa là nó không có lòng nhau. Một cái nhóm này không thể nào chứa nhóm kia mà chỉ chứa cái AMU thôi, thì không có một cái nhóm mặc định nào, không có nhóm mặc định đó, thì không có một cái nhóm nào gồm tất cả cái người dùng, cái user trong tài khoản AWS hết. Nếu chúng ta muốn có một cái nhóm như vậy thì chúng ta phải tạo một cái nhóm đó và thêm thêm tất cả người dùng vào. IAM role á, tiếp theo là IAM role IAM là một cái danh tính của IAM. Chúng ta sẽ tạo tài khoản sao cho nó cái quyền cấp cho cái tài khoản một cái quyền cụ thể này. Một IAM role thì tương tự như IAM view. Nó cũng có một danh nó cũng là một danh tính trên AWS. Chúng ta sẽ đính kèm cái quyền và những cái quyền vào IAM role để cho những gì mà cho phép mà những gì được, chúng ta không cho phép. Tuy nhiên vì cái việc mà
cái này được liên kết duy nhất với một một người nào đó, thì cái role này được có thể là đảm nhận bởi bất kỳ ai khi cần thiết. À, thì một role này không có thông tin xác thực dài hạn như là mật khẩu hoặc khóa truy cập, thì thay vào đó thì role đó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái thông tin xác thực tạm thời cho một cái phiên truy cập. Thì thường IAM role sẽ được sử dụng trong với chúng ta cấp quyền truy cập tạm thời thì chúng ta sử dụng IAM role đó. Chúng ta có thể sử dụng cái role để ủy quyền truy cập cho user ứng dụng và cái dịch vụ mà thường không có quyền truy cập vào tài nguyên iOS chúng ta. Ví dụ như là chúng ta muốn cấp quyền cho người dùng trong tài khoản iOS mà họ không có quyền truy cập đó, và chúng ta cần cấp một quyền tạm thời cho họ truy cập vào đó, thì chúng ta sẽ sử dụng IAM role. Trong sơ đồ trên hình đó là một cái ứng dụng trên cái phiên bản Gentoo yêu cầu quyền truy cập vào F3 quốc tịch, đặt tên là Photo. Thì quản trị viên sẽ tạo một IAM role, gắn cái role đó vào trong Gentoo Instant, cái phiên bản Gentoo đó. Thì cái role đó sẽ bao gồm cái chính sách cấp cái quyền truy cập và chúng ta chỉ đọc cái nhóm F3 được chỉ định. Cái role đó cũng có cấp quyền cho cái phiên bản C2 đó là truy xuất thông tin xác thực ở trong cái tạm thời và khi ứng dụng nào chạy trên cái C2, phiên bản C2 đó thì nó có thể sử dụng thông tin đăng nhập tạm thời đó của role để truy cập vào cái bất kỳ photo F3 bất kỳ photo. Thì quản trị viên không cần cấp quyền cho nhà phát triển ứng dụng, không cần cấp quyền cho nhà phát triển ứng dụng, chỉ cần để truy cập vào cái F3 bất kỳ đó, và cũng không cần phải chia sẻ không phải thông tin nhập, chúng ta chỉ cần cấp cái role đó cho cái phiên bản sĩ tù thôi. Thì một số cái từ khóa mà chúng ta có thể lấy được, chúng ta có thể nắm được ở trong cái phần này á, đó là cái chính sách IAM á, được thể hiện định nghĩa dưới dạng là JSON. Thì cái danh sách này có thể gắn gắn vào các thực thể của cái danh tính của IAM, và cái danh tính này bao gồm là IAM View Group hoặc là IAM Role. Đó, thì IAM View thì cung cấp cho những người ứng dụng hoặc những dịch vụ được xác thực bởi iOS. IAM Group đó thì là chúng ta là cách đơn giản nhất để chúng ta áp dụng nhiều chính sách policy cho nhiều người dùng. IAM Role thì chúng ta có quyền truy cập tạm thời, không cấp cho những người dùng quyền truy cập tạm thời trong cái ứng dụng. À, thì các bạn có thể coi cái demo, video demo ở trên cái nền tảng AMS chúng ta. Tiếp theo chúng ta đến cái phần phần 3, đó là bảo mật cái tài khoản iOS mới. Khi chúng ta tạo một tài khoản iOS đầu tiên á, thì chúng ta sẽ được cấp một cái thông tin đăng nhập duy nhất cùng truy cập vào tất cả các dịch vụ tài nguyên iOS. Đó là cái tài khoản người dùng gốc root, và nó có được truy cập bằng cách đăng nhập vào iOS console bằng địa chỉ email mật khẩu mà chúng ta sử dụng để đăng ký tài khoản. Thì tài khoản gốc người dùng gốc này có quyền truy cập đầy đủ vào tất cả các tài nguyên của iOS đó. Thì chúng ta để về món bảo mật á, thì iOS khuyên là người dùng không nên sử dụng cái thông tin đăng nhập người dùng gốc này cho các hoạt động bình thường. Thay vào đó thì iOS khuyên chúng ta là sử dụng cái IAM để tạo thêm user IAM user và chỉ định cái quyền cái policy cho cái user này tuân theo nguyên tắc chúng ta nói trước là ít đặc quyền nhất. Ví dụ là nếu chúng ta yêu cầu quyền quản trị viên á, chúng ta có thể tạo người dùng IAM cấp cho người dùng đó quyền truy cập một cách đầy đủ, sử dụng các thông tin đăng nhập tương tác với tài khoản. Sau đó nếu mà chúng ta cần thu hồi á, hoặc là sửa đổi quyền đó, chúng ta có thể xóa hoặc chỉnh sửa cái chính sách được gắn với lại cái IAM đó. Thì ngoài ra nếu chúng ta có nhiều người dùng yêu cầu quyền truy cập vào cái tài khoản, chúng ta có thể tạo cái thông tin thực cho người dùng xác định người dùng nào có quyền truy cập vào tài nguyên nào. Ví dụ như là các bạn có thể tạo được người dùng IAM có quyền truy cập chỉ đọc vào những cái tài nguyên trong tài khoản biết thôi. Ngoài ra chúng ta có thể tránh chia sẻ cùng một thông tin đăng nhập cho nhiều người dùng. Tài khoản người dùng gốc này không nên sử dụng cho các tác vụ của hàng ngày, nhưng có một số cái tác vụ chỉ có thể được thực hiện bằng cái tài khoản này thôi. Đó, thì
chúng ta có thể đọc những cái tác vụ này, những cái tác vụ này ở trong cái tài liệu của iOS về những cái tác vụ yêu cầu thông tin đăng nhập người dùng gốc. Để thực hiện cái việc mà dừng sử dụng những cái tài khoản người dùng gốc này, các bạn thực hiện những cái bước như sau. Nhất là chúng ta đăng nhập vào tài khoản người dùng gốc, tạo người dùng IAM cho chính chúng ta, IAM cho chính chúng ta với quyền truy cập vào iOS console nhưng mà chưa có gắn quyền nào hết, lưu ý khóa truy cập lại. Tiếp theo là chúng ta tạo một IAM group, đặt tên cho cái group đó chẳng hạn như là full asset ví dụ vậy, và đính kèm cái policy, cái chính sách vào trong cái nhóm đó, cấp quyền đầy đủ vào một số dịch vụ mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cái người dùng IAM mà chúng ta vừa tạo trước vào trong nhóm đó. Bước 3 là chúng ta sẽ vô hiệu hóa và khóa và xóa cái khóa truy cập người dùng gốc. Thứ tư là chúng ta sẽ bật cái chính sách mật khẩu cho tất cả người dùng, sao chép cái IAM user, cái đường link đó đăng nhập vào IAM á, từ trang điều khiển của em, sau đó đăng xuất với tư cách là người dùng gốc. Chúng ta bước năm là chúng ta dùng trình duyệt để điều hướng đến cái trang đến liên kết đăng nhập của người dùng IAM và cách mà chúng ta đã sao chép và đăng nhập vào tài khoản bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập người dùng IAM của các bạn. Đó là cuối cùng là chúng ta lưu trữ những thông tin đăng nhập này ở nơi an toàn. Một bước thứ hai để bảo mật tài khoản mới với iOS là chúng ta kích hoạt xác thực đa yếu tố. Thì chúng ta có một số tùy chọn để truy xuất cái mã xác thực đa yếu tố này để đăng nhập khi xác thực đa yếu tố được bật. Ví dụ như chúng ta sử dụng các cái phần mềm quản lý xác thực đa yếu tố như là Google Authenticator, hoặc là chúng ta sử dụng các khóa bảo mật, công cụ bảo mật YubiKey chẳng hạn. Phần cứng mật thì có hai cách, dùng phần mềm hoặc là phần cứng tùy theo cái mục đích sử dụng của chúng ta. Bước thứ ba để bằng tài khoản người dùng mới đó là chúng ta sử dụng Alex Login. Đó là một dịch vụ này, đối với dịch vụ này các bạn lưu ý là nó ghi lại tất cả những cái yêu cầu API vào cái tài nguyên trong tài khoản. Đó, bằng cách này chúng ta có thể là kiểm tra cái hoạt động trên tài khoản của chúng ta, mặc định là cái Alex Login này được bật trên tất cả các tài khoản và lưu trữ hồ sơ trong 90 ngày. À, chúng ta có thể theo dõi cái hoạt động tải xuống những cái hoạt động đó trong 90 ngày. Để kích hoạt và lưu trữ lại nhật ký của Logitech mà sau 90 ngày á, đó, thì các bạn tạo một cái treo mới. Chúng ta vào trang của Clojeo á, để chúng ta ấn vào click Create Jail thì chúng ta chọn một cái hướng dẫn truy vết mới sau mà 90 ngày, nếu mà sau muốn kích hoạt lock sau 90 ngày á. Rồi bước thứ tư là bước bổ sung bảo mật bổ sung cho tài khoản iOS. Chẳng hạn là chúng ta bật cái báo cáo sử dụng chi phí iOS thì báo cáo thanh toán này cung cấp các thông tin về việc chúng ta sử dụng tài nguyên iOS và chi phí ước tính cho việc sử dụng. Thì iOS phân phối báo cáo đến cái S3 bucket đó, và chúng ta dự định và cập nhật báo cáo ít nhất một lần một ngày. Thì cái báo cáo về việc sử dụng mà những cái chi phí sử dụng á, theo dõi việc mà iOS các hàng iOS và cung cấp các khoản phí ước tính theo giờ và theo ngày. Đối phần 3 này chúng ta nắm được một số điểm chính yếu, đó là bảo mật tài khoản bằng xác thực đa yếu tố. Chúng ta phải xóa tài khoản người dùng gốc và cái xóa cái khóa truy cập của người dùng gốc, tạo một cái IAM mới và cấp quyền cho nó, cấp quyền truy cập cho nó khi sử dụng cái group để gắn quyền cho user đó, cấu hình những cái mật chính sách mật khẩu mạnh, sử dụng các role để cấp những cái quyền truy cập tạm thời, đó, giám sát những cái tài khoản sử dụng Alex Cloud. Đó là những cái điểm mà chúng ta nắm trong phần này. Về bài lab thì các bạn sẽ thực hiện ở trên cái nền tảng LMS của chúng ta. Ở đây thì cái bài lab chúng ta sẽ phải khám phá được, tìm hiểu về những cái user hoặc là group, tạo một cái user group mới, đăng nhập và kiểm tra cái user đó.
Cuối cùng là khi mà chúng ta có hình xong, chúng ta sẽ có một cái sơ đồ như vậy. Chúng ta đã ba chiêu, ba group, và chúng ta cấp cái policy cho những cái group đó. Phần thứ tư là chúng ta sẽ bảo vệ bảo mật tài khoản. Thì Alex cung cấp một số công cụ để bảo mật tài khoản. Một trong số đó là Alex Organization, đó là một cái dịch vụ quản lý tài khoản nha, cho phép chúng ta hợp nhất nhiều tài khoản thành một cái organization và chúng ta quản lý tập trung ở trên đó. Một số tính năng bảo mật trọng tâm mà Alex Organization cung cấp đó là bảo mật cái nhóm tài khoản, nhóm tài khoản thành một cái organization unit OU, và đính kèm các cái chính sách truy cập với nhau cho từng cái OU đó. Ví dụ nếu chúng ta có cái tài khoản chưa phép truy cập cái dịch vụ AWS đáp ứng cái yêu cầu quy định nhất định thôi, thì chúng ta có thể đặt cái tài khoản đó vào một cái OU. Sau đó các bạn xác định một chính sách chặn cái quyền truy cập của cái OU đó và cái dịch vụ mà không được phép. Sau đó đính kèm cái chính sách đó đối với cái OU này. Thì một số tính năng bảo mật khác đó là Alert Organization Integrate with Support AM. Thì Alert Organization đã mở rộng quyền kiểm soát của chúng ta đến cấp tài khoản bằng cách cho phép chúng ta kiểm soát những cái gì mà người dùng và role trong một tài khoản, một nhóm tài khoản thực hiện. Kết quả là việc giao những gì được cho phép bởi những chính sách đó. Alert Organization đó thì là và những quyền nào được AM cấp cho user của role đó. User thì có thể truy cập được những gì cho phép bởi cả chính sách của AWS Organization và chính sách AM. Cuối cùng là AWS Organization nó sẽ cung cấp cái SCP, cái Service Control Policy ấy, cho phép các bạn chỉ định các quyền tối đa mà cái tài khoản thành viên trong tổ chức có thể có. Thì trong SCP đó chúng ta có thể cấp hệ các hạn chế dịch vụ của AWS, tài nguyên và các hành động mà user, người dùng có thực hiện đối với những cái truy cập của mình. Những cái hạn chế này sẽ ghi đề luôn cả cái quản trị viên của cái tài khoản thành viên đó. Khi mà AWS Organization chặn quyền truy cập vào dịch vụ tài nguyên của các API, các view role đó, trong tài khoản đó, thì cái role cái danh tính của em thì không thể truy cập vào cái tài khoản đó nữa ngay khi được quản trị viên của tài khoản thành viên cấp cái quyền đó, thì nó ghi đề luôn cả cái quyền truy cập khác. Thì cái SCP này là một tính năng của AWS Organization. SCP cung cấp cái quyền kiểm soát tập trung, cung cấp cái quyền tối đa cho tất cả các tài khoản trong tổ chức, cho phép chúng ta là đảm bảo rằng các tài khoản của mình tuân thủ cái nguyên tắc kiểm soát của tổ chức. SCP thì chỉ có sẵn trong một tổ chức mà có tất cả cái tính năng của các bạn, bao gồm cái tính năng hợp nhất tài khoản. Đó. Thì SCP sẽ không khả dụng nếu mà chúng ta chỉ bật một tính năng hợp nhất tài khoản thanh toán thôi. Chúng ta có thể đọc cái tài liệu về kích hoạt và ngừng kích hoạt cái chính sách trên tài khoản người dùng gốc. Thì SCP thì tương tự như chính sách cấp quyền của AIM, ta chúng ta sử dụng gần như một cùng một cú pháp. Ngược lại, nhưng mà SCP thì lại không có các quyền, theo đó thì SCP thì chính sách dưới dạng di sinh, chỉ định các quyền tối đa cho một cái đơn vị, một tổ chức hoặc đơn vị tổ chức. Nó không thể, tuy nhiên thì nó lại không thể thay thế cho cái AM trong mỗi tài khoản được. Chúng ta vẫn còn phải đính kèm cái AM á, cho user và group, chính sách AM á, cho user group trong tài khoản trong tổ chức chúng ta để có thể cấp quyền cho những cái tài khoản danh tính đó. Tiếp theo là một công cụ là quản lý khóa, là một công cụ cho phép chúng ta là quản lý các khóa mã hóa, kiểm soát những cái việc sử dụng mã hóa cho nhiều dịch vụ của AWS. Thì AWS KMS là một dịch vụ được xác thực theo chuẩn FIPS 140.2 để bảo vệ cho những cái tài khoản cái khóa chúng ta. Thì AWS KMS này được sử dụng tích hợp với lại Alex Clarkio để cung cấp những cái nhật ký về hoạt động, cung cấp cho ta những cái nhật ký về việc sử dụng những cái khóa truy cập này. Thì ngoài ra là cái Customer Master Key á, được sử dụng để kiểm soát cái quyền truy cập vào cái khóa mà chúng ta sử dụng để mã hóa dữ liệu và giải mã dữ liệu.
chúng ta có thể tạo cái khóa mới khi chúng ta muốn quản lý những người có quyền truy cập vào khóa và ai sử dụng những khóa đó. Chúng ta có thể nhập cái khóa từ cơ sở tầng quản lý khóa chúng ta vào trong cái AWS KMS. Thì AWS KMS thì kết hợp với hầu hết cái dịch vụ của AWS, nghĩa là chúng ta có thể sử dụng AWS KMS này để kiểm soát việc mã hóa dữ liệu và lưu trữ trong cái dịch vụ này. Tiếp theo chúng ta đến với dịch vụ AWS Connector. Thì AWS Connector cung cấp giải pháp để chúng ta kiểm soát quyền truy cập vào tài nguyên AWS từ các ứng dụng của chúng ta, xác thực vai trò và gắn người dùng với các cái vai trò khác nhau để cho cái ứng dụng chúng ta có thể truy cập vào các tài nguyên cấp phép cho người dùng. Thì Amazon Connector thì sử dụng cái tiêu chuẩn SAM 2.0. Thì đây dùng một tiêu chuẩn mở để trao đổi thông tin nhận dạng và bảo mật ứng dụng nhận cấp dịch vụ. Các ứng dụng nhận cấp dịch vụ hỗ trợ SAM này cho phép chúng ta đăng nhập bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập từ directory của công ty, chẳng hạn như là Microsoft Active Directory á, thì cũng là sử dụng. Với SAM thì chúng ta sử dụng cái đăng nhập một lần để đăng nhập tất cả các dịch vụ hỗ trợ SAM bằng cách sử dụng bộ thông tin xác thực. Thì AWS này, Connector này cung cấp những đáp ứng yêu cầu bảo mật và tuân thủ, bao gồm yêu cầu đối với những cái tổ chức quản lý một cách khắt khe về chăm sóc sức khỏe và buôn bán. Ví dụ một số cái tiêu chuẩn tuân thủ như là về y tế chúng ta có HIPAA đó, về tài chính thì chúng ta có PCI DSS. Một số tổ chức lại áp dụng cái tiêu chuẩn về ISO 27001, thì cái Amazon Connector này đáp ứng những cái tiêu chuẩn tuân thủ đó. Cuối cùng phần này là AWS Shield, đó là một dịch vụ giúp chúng ta bảo vệ khỏi cuộc tấn công từ dịch vụ. Thì dịch vụ này cung cấp chúng ta khả năng phát hiện, giảm thiểu những cái tác động từ từ những cái cuộc tấn công DDoS, tấn công từ dịch vụ. Và cái dịch vụ này sẽ được cái dịch vụ thông thường của nó sẽ được bật một cách mặc định. Và chúng ta không cần phải đăng ký AWS Support để chúng ta hưởng lợi dịch vụ này. Về AWS siêu tiêu chuẩn đó thì được mặc định, nhưng mà nếu các bạn muốn sử dụng các cái chức năng nâng cao hơn của nó, muốn sử dụng chức năng nâng cao đó, thì cái đây là một dịch vụ trả phí. Thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta là các cái biện pháp bảo vệ bổ sung khỏi cái cuộc tấn công lớn và phức tạp hơn. Thì khi này chúng ta phải đăng ký vào trong cái AWS Support để chúng ta sử dụng cái chức năng này. Phần 5 là chúng ta sẽ bảo mật cái dữ liệu ở trên AWS. Thì ở đây là mà hóa dữ liệu đó là các công cụ mà chúng ta sử dụng khi mà mục tiêu chúng ta là bảo vệ dữ liệu kỹ thuật số. Thì việc mà mã hóa dữ liệu đó là dữ liệu nó có thể đọc được và mã hóa để bất kỳ ai được, không có quyền truy cập vào những cái không có khóa thì sẽ không thể nào đọc được những điều đó. Data address đó là đề cập những dữ liệu mà lưu trữ hiện tại đang lưu trữ trên cái bộ nhớ quản lý dữ liệu tĩnh. Thì các bạn có thể tạo hệ thống tạo được mã hóa trên AWS để lưu trữ tất cả những dữ liệu cũng như cái metadata được mã hóa an toàn bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa IIS256 chẳng hạn. Thì khi các bạn sử dụng cái AWS KMS đó, chúng ta nói ở cái phần phần trước đó, quản lý các công cụ quản lý khóa, thì việc mã hóa và giải mã sẽ được xử lý tự động. Chúng ta không cần phải sửa đổi cái ứng dụng để sử dụng ứng dụng của chúng ta để có thể thực hiện những cái việc mã hóa và giải mã. Thì nếu mà cái tổ chức của chúng ta đã cần tuân theo chính sách của công ty hoặc là quy định yêu cầu bảo mật á, một số tổ chức là chính á, thì chúng ta nên bật mã hóa trên tất cả các dịch vụ lưu trữ dữ liệu. Chúng ta có thể mã hóa được dữ liệu lưu trữ trong bất kỳ dịch vụ nào được AWS KMS hỗ trợ. Nó là dữ liệu tĩnh, dữ liệu data chính xác là dữ liệu động, đề cập đến việc mà dữ liệu đang được truyền tải. Thì việc mã hóa dữ liệu này được sử dụng TLS 1.2 với tiêu chuẩn IIS256. Thì cái ở phần này chúng ta có một công cụ đó là AWS Certificate Manager, đó là công cụ quản lý những chứng chỉ á.
Thì đây là một dịch vụ cho phép chúng ta cung cấp, quản lý và triển khai SSL và chứng chỉ TLS để sử dụng dịch vụ AWS và cái tài nguyên được kết nối với lại cái dịch vụ đó. Thì SSL và TLS đó thì được dùng để bảo mật cái thông tin trong quá trình mà truyền dẫn trên mạng. Thì đó, khi sử dụng dịch vụ AWS Certificate Manager thì các bạn có thể yêu cầu cái chứng chỉ đó và sau đó triển khai trên tất cả các tài nguyên của AWS, chẳng hạn như là Load Balancer hoặc là CloudFront. Đó. Ngoài ra thì cái việc mà sử dụng cái công cụ này giúp chúng ta gia hạn chứng chỉ khi mà nó hết hạn nữa. Đó thì khi mà chúng ta truyền nhận dữ liệu ở trên, chúng ta thấy hình đó, chúng ta truyền nhận dữ liệu trên cái dịch vụ của Amazon thì chúng ta phải bật cái chức năng mã hóa được truyền, sử dụng cái HTTPS, sử dụng TLS hoặc là SSL. Mà để tránh cái trường hợp mà tấn công man in the middle trong quá trình mà chúng ta truyền tải dữ liệu. Thì mặc định là tất cả các Amazon S3 bucket đó là riêng tư và chúng ta có thể được truy cập chỉ bởi những cái người mà chúng ta cấp quyền thôi. Vì chúng ta còn làm là quản lý và kiểm soát quyền truy cập đó và quyền truy cập vào S3 đó. Thì AWS cung cấp nhiều công cụ và tùy chọn để kiểm soát quyền truy cập vào các bucket S3 bucket và object S3, bao gồm là việc sử dụng là khi chúng ta sử dụng Amazon S3 block public access đó, thì cái đặt này ghi đề bất kỳ danh sách cái quyền khác. Khi chúng ta kích hoạt cái việc mà khóa quyền truy cập công khai đó, thì cho tất cả cái bucket mà chúng ta không muốn quyền truy cập từ bên ngoài. Thì cái việc mà chúng ta khóa cái quyền truy cập công khai đó, thì nó sẽ giúp chúng ta là tránh cái việc mà cái dữ liệu trên S3 bị lộ ra ngoài. Thì chúng ta có thể viết lược AM policy, cái chính sách AM á, để chỉ định người dùng hoặc cái role nào có thể truy cập vào các cái bucket và các cái đối tượng object S3 cụ thể. Đó, cái phương pháp này chúng ta có thể thảo luận ở trong cái module trước rồi. Còn S3 đó, chúng ta có thể gắn được cái AM policy vào trong cái S3 đó. Và chúng ta viết một cái bucket policy, cái chính sách về bucket đó để xác định được quyền truy cập vào các nhóm đối tượng cụ thể. Thì tùy chọn này được sử dụng khi mà chúng ta hệ thống không xác thực bằng cách sử dụng AM. Bucket policy thì có thể được cấu hình để cấp quyền truy cập trên các tài khoản AWS hoặc cấp quyền truy cập công khai ẩn danh vào các dữ liệu trên Amazon S3. Thì nếu bucket policy này được sử dụng á, thì chúng nên được cấu hình một cách cẩn thận và chúng ta chỉ định cái câu lệnh từ chối, có thể chỉ định cái câu lệnh từ chối trong cái policy này để chặn hạn chế quyền truy cập. Thì cái quyền truy cập này sẽ được hạn chế ngay cả khi mà người dùng có quyền truy cập ở trong cái chính sách danh tính, chỉ danh tính được đính kèm với user đó. Nếu mà chúng ta đính kèm chính sách danh tính trên user mà chúng ta từ chối ở trong đây thì nó sẽ ưu tiên phần này hơn. Còn được cách tiếp theo là chúng ta có thể là thiết lập được access control list trên cái bucket đó và các đối tượng, các object của chúng ta trên cái S3. Và chúng ta sử dụng là AWS Trusted Advisor cung cấp như chúng ta là cái kiểm tra cái quyền truy cập vào cái bucket đó. Đây là một cái công cụ để giúp chúng ta kiểm tra xem có bất kỳ S3 nào trong tài khoản chúng ta được cấp quyền truy cập trên toàn cầu hay không. Nó sẽ kiểm tra coi chúng ta cấu hình có cái lỗi gì không á. Đó là tất cả những cái phần mà bảo mật về dữ liệu ở trên AWS. Tiếp theo chúng ta đến phần mà đảm bảo cái việc mà tuân thủ cái tiêu chuẩn về tuân thủ. Thì AWS sẽ hợp tác với cái tổ chức chứng nhận bên ngoài và các kiểm toán viên để cung cấp cho chúng ta những cái thông tin về những chính sách quy trình và kiểm soát về các biện pháp kiểm soát truy cập mà AWS sử dụng để thiết lập và vận hành. Thì các bạn có thể coi về một số cái ví dụ về cái tiêu chuẩn mà AWS tuân thủ theo. Một ví dụ về cái chứng nhận mà chúng ta có thể dùng cái dịch vụ AWS để đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ của mình, đó là chứng nhận ISO 27001. Đó thì chứng chỉ này xác định được cái yêu cầu về việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống của thông tin. Thì cơ sở của việc chứng nhận này là việc phát triển và thực hiện một cái chương trình bảo mật nghiêm ngặt, bao gồm việc phát triển và triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin.
Thì cái hệ thống quản lý bảo mật thông tin này định nghĩa cách mà để quản lý bảo mật một cách tổng thể và toàn diện. Thì nó cũng cung cấp những cái tính năng bảo mật giúp cho khách hàng đạt được những cái quy định về mặt pháp lý, ví dụ như là đạo luật về trách nhiệm giải trình cung cấp bảo hiểm y tế đó, cái HIPAA đó, là đối với cái tổ chức y tế thì yêu cầu cái tuân thủ thì những quy định này, hoặc là cái quy định về đối với cái công ty mà kinh doanh trên, đối với khách hàng ở châu Âu đó, thì phải tuân thủ theo quy định về bảo dữ liệu của châu Âu. Thì AWS cũng cung cấp cho chúng ta những cái quy định, những cái chức năng bảo mật đảm bảo những cái quy định này của pháp luật. Tưởng đây nói đến một dịch vụ khác là AWS Config. Đây là một cái dịch vụ mà cho phép chúng ta là kiểm soát, đánh giá và phỏng đoán cái cấu hình của tài nguyên AWS. AWS Config thì liên tục theo dõi và ghi lại cái cấu hình tài nguyên AWS và cho phép chúng ta là tự động đánh giá cái cấu hình đó so với cấu hình mong muốn. Đối với là cái dịch vụ này thì chúng ta có thể xem xét cái thay đổi về cấu hình và mối quan hệ với cái tài nguyên AWS, xem lại lịch sử của việc cấu hình tài nguyên một cách chi tiết và xác định được những cái sự tuân thủ một cách tổng thể đáp ứng những cái quy định nội bộ. Thì dịch vụ này cho phép chúng ta là đơn giản và kiểm tra việc tuân thủ, phân tích bảo mật, quản lý cái thay đổi và khắc phục sự cố khi chúng ta trong cái hoạt động á, chúng ta cấu hình. Đó, thì AWS Config là một cái dịch vụ region theo dõi cái tài nguyên trên các cái region đó, các bạn có thể là kích hoạt đó ở trên mọi region. Là tin phát thì là dịch vụ cung cấp tải xuống theo cái tài liệu tuân thủ của AWS, chẳng hạn như là AWS ISO này, các cái tiêu chuẩn về tuân thủ về chính sách về về thẻ đó, thì tín dụng á, PCI hoặc là các biện pháp kiểm soát dịch vụ tổ chức SOC, thì chúng ta có thể gửi cái tài liệu bảo mật và tuân thủ này cho cái người cơ quan đánh giá, cơ quan kiểm pháp luật á, để họ đánh giá. Đó, hoặc là chúng ta sử dụng cái tài liệu này để chúng ta đánh giá kiến trúc chúng ta, bảo mật của chúng ta, đánh giá được hiệu quả của các cái biện pháp bảo mật nội bộ. Thì AWS Artifact thì cung cấp những tài liệu, chỉ cung cấp những tài liệu của AWS thôi. Khách hàng AWS chịu trách nhiệm về việc phát triển và lấy tài liệu chứng minh tính bảo mật tuân thủ của công ty của mình. Đó, thì một số cái điểm chính mà trong module này thì trong cái phần này của module sẽ cung cấp đó là phần đó là cái chương trình tuân thủ mà AWS đã tham gia đó, và AWS Config sử dụng để đánh giá kiểm toán và đánh giá những cái cấu hình ở trên đánh giá những cấu hình ở trên AWS tài nguyên AWS. Thì AWS Artifact sẽ cung cấp cho ta những cái báo cáo về tuân thủ, báo cáo về bảo mật và tuân thủ để chúng ta sử dụng khi mà cũng cần cung cấp cho những cái đơn vị chức năng. Nếu cùng là chúng ta tổng hợp lại những điều chúng ta được học trong cái module này, thì đó chúng ta là hiểu được về cái mô hình chịu trách nhiệm của iOS, xác định được những trách nhiệm nào của khách hàng và trách nhiệm nào là của iOS, chúng ta phân biệt được là IMU là gì, group là gì và role như thế này, sử dụng trong trường hợp nào, mô tả được những cái chứng chỉ khác nhau, mô khác nhau trong iOS, AM xác định được những cái bước bảo mật tài khoản AWS mới đó, xóa đi người dùng gốc và tạo MU mới, add MU đó vào trong group và sử dụng cái MU đó trong quá trình mà chúng ta thực hiện những thao tác hàng ngày. Để chúng ta đã tìm hiểu về MU và group, xác định được cách mà bảo mật cái dữ liệu trên AWS và biết được những cái chương trình mà AWS tuân thủ mà AWS tham gia. Thì bạn đi làm thử một câu hỏi trong phần này, một câu hỏi ví dụ trong phần này.
Đó thì với câu hỏi này chúng ta sẽ chú ý vào hai từ khóa. Thứ nhất là trách nhiệm nào của Alois trong quyền trách nhiệm đó. Đó thì đây là cái việc mà trách nhiệm của Alois trong cái việc mà trong hành trình trách nhiệm đó là việc duy trì những cái phần cứng bên dưới. Nên là nói mô hình trách nhiệm của phía Alois về khách hàng đó là phía khách hàng sẽ đảm nhận việc cấu hình tất cả dữ liệu là lưu trữ trên cái dịch vụ của đường dây đám mây của Alois, thì Alois đảm nhận cái việc mà từ lớp ảo hóa đến lớp phần cứng phía bên dưới. Thì nếu mà chúng ta nắm được hai cái mô hình, nắm chắc mô hình trách nhiệm á, thì chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. Chúng ta sẽ đến mô đun thứ hai, mô đun 5, đó là về networking và container delivery, là mạng phân phối nội dung ở trên AWS. Thì trong phần này trình bày ba dịch vụ cơ bản của AWS về cái phần việc mà network và phân phối nội dung, đó là VPC, Route 53 và CloudFront. Đó, thì trong mô đun này chúng ta sẽ giới thiệu về cái mạng cơ bản, nói về mạng cơ bản, về Amazon VPC, về VPC networking, về VPC security, về Amazon Route 53, Amazon CloudFront. Thì ngoài ra module này cũng cung cấp một số hoạt động về việc chúng ta hoạt động và chúng ta sẽ xem cái sơ đồ mạng á, và chúng ta gắn những cái nhãn vào trong cái sơ đồ mạng đó. Đó, chúng ta học cách sử dụng VPC Wizard để chúng ta tạo cái những cái subnet public và private. Đó. Chúng ta áp dụng được cái cơ hội, chúng ta sẽ có cơ hội áp dụng những cái việc mà chúng ta học trong cái phòng module này vào trong cái bài lab thực hành. Thì mục tiêu của module này sau khi hoàn thành là chúng ta sẽ nhận biết được những hệ thống mạng cơ bản, mô tả về hệ thống mạng ảo trong cloud với Amazon VPC. Chúng ta gắn nhãn vào trong cái sơ đồ mạng đó. Sơ đồ mạng sẽ được cung cấp cho chúng ta và chúng ta phải một nhìn chúng ta là gắn những cái nhãn tương ứng vào trong sơ đồ mạng đó. Chúng ta hiểu về được những cái kiến trúc về VPC cơ bản, xác định được những cái bước mà xây dựng cái VPC, hiểu về Security Group. Chúng ta khởi tạo được VPC của riêng mình và bổ sung thêm những thành phần để tạo thành những cái hệ thống mạng. Chúng ta thì hiểu về Amazon Route 53 để nhận diện được những lợi ích của Amazon CloudFront. Về phần 1 là hệ thống mạng cơ bản, thì trong phần này sẽ có một số khái niệm về mạng cơ bản để chúng ta hiểu được những dịch vụ mạng của AWS. Đó, thì trong mạng máy tính thì chúng ta có hai hoặc là nhiều máy 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 con cái khách được kết nối cùng nhau để chia sẻ nguồn tài nguyên. Thì các mạng nó sẽ chia thành cái subnet, cái mạng con là cái subnet, thì các mạng yêu cầu được cái mạng này thì sẽ yêu cầu những cái thiết bị mạng như ví dụ như router hoặc switch để kết nối lại với nhau. Còn subnet là kết nối với nhau thì chúng ta phải thông qua cái router hoặc là switch định tuyến cũng như là định tuyến lưu lượng. Thì mỗi máy khách ở trong cái mạng thì có cái địa chỉ IP để định danh cái máy đó. Thì mỗi địa chỉ IP là được biểu diễn dưới dạng là tập phân. Thì máy tính sẽ có nhiệm vụ là chuyển đổi những cái hệ tập phân này sang nhị phân. Ví dụ chúng ta thấy trong hình đó là địa chỉ IP 192.0.2.0. Thì dấu chấm sẽ chia sẻ IP thành các nhóm thành 8 bit, nghĩa là mỗi số 4 số sẽ nằm trong khoảng từ 8 bit, là từ 0 đến 255. Thì kết hợp 4 số lại với nhau chúng ta sẽ có được địa chỉ IP. Địa chỉ IP V4 thì sẽ có độ dài là 32 bit. Thì mỗi địa chỉ IP V4 sẽ có độ dài là 32 bit, mỗi địa chỉ IP V6 thì độ dài là 128 bit. Thì IP V6 thì sẽ sử dụng được nhiều thiết bị hơn. Thì mỗi địa chỉ IP V6 sẽ chia thành 8 nhóm, mỗi nhóm là có 4 ký tự thành lục phân được chia bởi dấu hai chấm. Thì trong ví dụ trên đó là IPv6, IPv4 và IPv6, thì mỗi nhóm trong 8 nhóm IPv6 đại diện cho 16 bit.
24 là mỗi nhóm sẽ là 4 bit, còn 26 là mỗi nhóm cho 16 bit. Thì 16 bit thì kéo dài từ giờ cái giá trị của nó thì từ 0 đến 4F á, là thập lục phân á, thì kết hợp của 8 nhóm lại với nhau thì có được giá trị địa chỉ IPv6. Thì có một phương pháp để chúng ta mô tả được cái định vị được cái địa chỉ IP, xác định được địa chỉ IP, đó là sử dụng cái CIDR. Thì nó là gồm là địa chỉ IP này và sạc, và sau đó là cái số nét mắt, cái tiền tối là định danh mạng á. Thì những bit mà được gắn gắn cứng á, thì cho phép thay đổi. Ở đây là cách mà cái CIDR hiện được cái nhóm địa chỉ IP, ví dụ như là địa chỉ trên hình đó là 192.0.2.0.24 đó, thì số cuối cùng là cho bạn 24 bit đầu tiên sẽ được gắn cứng lại, 8 bit cuối cùng là có thể thay đổi. Và chúng ta sẽ có là giá trị cuối cùng là một một byte cuối cùng đó, là 8 bit đó, thì sẽ thay đổi được, cho nên chúng ta sẽ có được tổng số hot đó là từ từ 0 đến 200 hay là 255. Nếu mà cái số số cuối cùng là 16 thì chúng ta sẽ có 16 bit được fix, còn 2 byte cuối cùng là thay đổi. Thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 65.536 địa chỉ IP. Nếu mà có hai trường hợp đặc biệt, thứ nhất là tất cả các bit được được fix như là sạc 32 đó, thì đây là dùng để chỉ chỉ IP cố định luôn. Và địa chỉ này được khi chúng ta muốn cấu hình firewall để chúng ta chặn hoặc là cấp quyền truy cập đó, và một cái địa chỉ cụ thể chúng ta sử dụng cái sạc 32. Thì ngoài ra thì có trường hợp thứ hai, là việc thứ hai đó là trên internet đó, thì nếu mà chúng ta chấp nhận được tất cả những cái địa chỉ IP từ tất cả mọi nơi á, thì chúng ta sử dụng cái là 0.0.0.0 xịt 0, nghĩa là nó chấp nhận được tất cả mọi địa chỉ IP. Khi chúng ta có hình, khi chúng ta còn cấu hình về tường lửa hoặc là security group. Tiếp theo là một khái niệm quan trọng về mạng, cơ bản về mạng, đó là mô hình OSI. Thì mô hình đây là mô hình được sử dụng để giải thích cách mà dữ liệu được truyền tải vào mạng, bao gồm 7 7 lớp chia thành những cái giao thức và những cái địa chỉ thông dụng. Ví dụ như chúng ta thấy, chúng ta biết được là cái hub và switch đó sẽ làm việc ở layer 2, một số switch sẽ hoạt động ở cả hai layer 2 và layer 3, và router sẽ làm việc ở layer 3. Mô hình OSI sẽ được sử dụng để hiểu được làm cách nào mà những cái trong VC giao tiếp với nhau. Ngoài mô hình này cũng được giải thích cái việc mà cái mạng hoạt động, các mạng hoạt động. Phần 2 là chúng ta sẽ tìm hiểu về Amazon PPC. Thì có rất nhiều khái niệm về hạ tầng của mạng của AWS. Và một số những cài đặt mạng phức tạp mà chúng ta học về mạng thì nó sẽ rất phức tạp. Thì trong cái phần qua lối Amazon đó, thì nó sẽ được chiều tượng hóa và đảm bảo được cái tính năng, là đảm bảo được cái việc mà chúng ta kiểm soát được bảo mật và những cái khả năng sử dụng của những đầy đủ chức năng của hệ thống mạng đó. Phần này chúng ta sẽ học về VPC và những cái nền tảng của VPC. Thì VPC là dịch vụ cho phép chúng ta là cung cấp những cái đoạn phân đoạn mạng độc lập của AWS, gọi được là đám mây viễn ảo Amazon VPC đó. Thì khởi tạo, đây là nơi chúng ta khởi tạo cái tài nguyên của AWS. Thì VPC cho phép chúng ta là có quyền điều khiển nguồn tài nguyên mạng ảo, bao gồm khoản địa chỉ IP này, khởi tạo là những subnet này, cấu hình những mạng điện tuyến, các cái default gateway đó. Bạn đó, chúng ta có thể sử dụng được cả IPv4 và IPv6 trong VPC để cung cấp truy cập vào tài nguyên và ứng dụng đó. Chúng ta có thể là tùy chỉnh cấu hình mạng của VPC, ví dụ là chúng ta có thể tạo được cái public subnet cho cái server web để chúng ta có thể truy cập từ internet, hoặc chúng ta có thể là phần mà chúng ta tạo được cái private subnet để chúng ta đặt cái backend, ví dụ như database hoặc là cái ứng dụng receiver á phía trong, và cái ứng dụng này không được phép cấp quyền truy cập internet. Thì cuối cùng là chúng ta sử dụng là nhiều lớp bảo mật, ví dụ như là security group hay là network access control list để điều khiển quyền truy cập vào Amazon EC2.
đó, trong một số nét. Thì Amazon BBC cho phép là chúng ta cung cấp nhiều cái đám mây ảo. Mỗi BBC là một mạng riêng ảo cách ly khỏi các mạng khác trong cái Android, thì đây đám mây của iOS. Thì BBC được tích hợp vào tài khoản của iOS. BBC chỉ thuộc về một region, riêng và có thể là trải rộng trên nhiều availability zone. Và khi chúng ta mà tạo được BBC thì chúng ta có thể chia thành một hoặc nhiều subnet. Mỗi subnet là một khoản địa chỉ trong cái địa chỉ IP trong cái BBC đó. Thì mỗi subnet sẽ thuộc về một cái availability zone khác nhau riêng. Các bạn có thể là tạo subnet trong nhiều availability zone khác nhau để đạt được tính sẵn sàng cao. Thì những subnet được phân loại thành public và private. À, thì public subnet có truy cập trực tiếp từ internet nhưng mà private subnet thì không. Ta là có một số ứng dụng là được quyền truy cập vào công khai vào trong internet, còn một số cái dịch vụ hoặc là ứng dụng á không được phép truy cập công khai. Thì DHCP cho phép các tài nguyên trong BBC giao tiếp với các BBC khác và các tài nguyên internet bị khởi tạo BBC. Các bạn có thể gắn các cái nhóm của DHCP4 á trong khoảng DHCP4 riêng tư. Để sau khi tạo BBC thì chúng ta không thể thay đổi khoản khoản địa chỉ này. Vì thế nên là chúng ta phải lựa chọn một cách cẩn thận. Khi chúng ta gắn rồi chúng ta không thể thay đổi được. Thì mỗi cái IPv4, cái nhóm IPv4 á, có thể lớn nhất là 16, có thể là lớn nhất là 65.536 địa chỉ. Và nhỏ nhất là 16 địa chỉ. Các bạn có thể gắn IPv6, cái nhóm IPv6 với PVC của chúng ta. Thì các cái nhóm nhóm IP thì IP á, của subnet có thể giống với lại cái nhóm IP của PVC. Thì trong trường hợp này thì PVC và subnet sẽ có cùng một kích thước. Vậy nhóm thì IP là của subnet có thể tập hợp con của các nhóm IP cho PVC. Thì với cấu trúc này chúng ta cho phép định nghĩa được nhiều nhiều subnet khác nhau. Nếu chúng ta khởi tạo nhiều hơn một subnet trong BBC á, thì các khối địa chỉ IP á, cái nhóm địa chỉ IP của cái subnet đó không thể trùng nhau được. Nếu chúng ta tạo nhiều subnet trong một BBC thì cái nhóm địa chỉ IP của cái subnet không thể trùng nhau. Sau khi chúng ta tạo một cái mạng mạng con, subnet con thì nó subnet thì nó sẽ yêu cầu một cái nhóm IP của riêng nó. Đối với mỗi nhóm nhóm IP á, mà chúng ta chỉ định á, thì AWS sẽ sử dụng 5 địa chỉ IP trong cái nhóm đó. Và cái địa chỉ này sẽ không thể sử dụng bởi chúng ta được. Và AWS sẽ sử dụng 5 cái địa chỉ này cho cái mục đích khác nhau, ví dụ như địa chỉ mạng này. Dùng để định tuyến nội bộ, phân giải hệ thống tên miền. Nó sử dụng trong tương lai và một cái địa chỉ cuối cùng là địa chỉ broadcast. À, thì nếu chúng ta sử dụng một cái tạo một nhóm địa chỉ IP mà có tổng cộng là siêu thứ tư là tổng cộng 256 địa chỉ thì AWS sẽ lấy năm năm địa chỉ để bảo lưu, thì chúng ta chỉ còn là 251 địa chỉ thôi. Khi chúng ta tạo một PC á, mọi cái phiên bản trong PC sẽ tự động nhận một địa chỉ IP riêng. Thì chúng ta có thể là yêu cầu chỉ định địa chỉ IP công khai khi tạo một cái instance bằng cách sửa đổi thuộc tính địa chỉ IP công khai được gắn cho cái mạng con đó. Thì chúng ta có cái khái niệm là address IP, address đó là cái địa chỉ IP tỉnh được thiết kế cho điện được thiết kế cho cái hệ thống đến điện đám mây của AWS. Thì chúng ta có thể liên kết cái địa chỉ address IP này với lại bất kỳ cái phiên bản hoặc là cái interface mạng nào mà cho bất kỳ một cái VPC nào trong tài khoản chúng ta. Thì với địa chỉ á, address IP này thì chúng ta có thể khắc phục lỗi của một cái phiên bản bằng cách nạp map địa chỉ đó vào một cái instance khác trong VPC. Thì việc cái liên kết cái address IP này với cái interface mạng á, cái giao diện mạng á, thì có lợi cho việc
sau cái việc mà liên kết trực tiếp với lại cái phiên bản mỗi phiên bản đó, thì các bạn có thể di chuyển được tất cả các thuộc tính của giao diện mạng từ cái phiên bản này sang phiên bản khác trong một cái bước duy nhất thôi. Đó là cái lợi thế của cái việc mà chúng ta gắn cái LXP vào trong giao diện mạng. Thì ở đây thì chúng ta sử dụng cái LXP thì chúng ta sẽ phải tính phí bổ sung đó, nên khi mà chúng ta sử dụng nó chúng ta phải tắt, chúng ta phải giải phóng cái địa chỉ IP này. Là giao diện mạng Elastic Network Interface là một giao diện mạng ảo mà chúng ta gắn hoặc là tách ra khỏi một cái phiên bản ở trong VPC, thì các thuộc tính của giao diện mạng giữ nguyên khi đó được gắn với một cái phiên bản khác. Khi chúng ta di chuyển cái giao diện mạng này từ phiên bản này sang phiên bản khác á, thì lưu lượng mạng sẽ được chuyển hướng đến một cái phiên bản mới. Thì mỗi phiên bản trong VPC chúng ta sẽ có một giao diện mạng mặc định được gắn với một địa chỉ IP riêng từ dạng địa chỉ IP của V4 của VPC chúng ta gắn lần trước. Chúng ta không thể là tách cái giao diện mạng này ra khỏi một cái phiên bản được. Các bạn có thể tạo và đính kèm một giao diện mạng vào bất kỳ một cái phiên bản nào trong VPC của mình. Thì số lượng giao diện mạng mà bạn có thể đính kèm, chúng ta có thể đính kèm á, tùy theo cái loại phiên bản chúng ta sử dụng. Về bảng lên tuyến sẽ là chứa những cái tập hợp những cái quy tắc các root đó để định hướng lưu lượng mạng từ các mạng con. Thì các root này là chỉ định một cái điểm đến và một cái điểm đích là cái khối địa chỉ, cái nhóm địa chỉ IP điểm đến đó, mà các bạn muốn cái lưu lượng truy cập từ cái mạng con chúng ta đi tới. Thì cái điểm đến đó là mục tiêu mà cái lưu lượng đích được được gửi đến. Mặc định đó thì mọi cái bảng lên tuyến mà chúng ta tạo á, đều chứa một cái bảng lên tuyến, một cái tuyến cục bộ để liên lạc ở trong cái VPC đó. Thì chúng ta có thể điều chỉnh cái bảng lên tuyến bằng cách thêm các cái nút mới. Các bạn không thể xóa được cái mục cục bộ này được. Cái mục cục bộ mà để liên lạc ở trong cái VPC á, chúng ta không thể xóa được. Thì mỗi cái mạng con trong VPC chúng ta phải liên kết với một cái bảng lên tuyến. Đó. Bảng lên tuyến chính là cái bảng lên tuyến mà được tự động gán cho cái VPC đó, thì nó kiểm soát cái việc định tuyến cho tất cả các mạng con mà không được liên kết với bất kỳ bảng lên tuyến nào. Thì một cái mạng con chỉ được liên kết với một bảng lên tuyến thôi tại một thời điểm. Nhưng mà chúng ta có thể là liên kết nhiều mạng con với cùng một bảng lên tuyến. Một mạng con thì thuộc về một cái bảng lên tuyến thôi, nhưng mà nhiều mạng con thì có thể cùng một bảng lên tuyến có nhiều mạng con. Trong phần này thì chúng ta sẽ nắm một số khái niệm ở trong phần này, đó là phải nắm một số khái niệm trong phần này, đó là về VPC sẽ là cách ly một cách luận lý những cái thành phần trong được cái nó may Arabic. Thì VPC thuộc về một cái region và yêu cầu các cái khối địa chỉ IP, và VPC được chia thành các cái subnet, cái mạng con. Một cái subnet sẽ thuộc về một cái availability zone và yêu cầu các cái khối địa chỉ IP. Thì một cái bảng lên tuyến sẽ điều hướng lưu lượng trong cái mạng con đó. Mỗi cái bảng lên tuyến sẽ có một cái root mặc định được xây dựng sẵn để định tuyến nội bộ, và bạn có thể ăn thêm vào các cái định tuyến mới vào trong cái bảng này, và các cái định tuyến nội bộ, cái định tuyến nội bộ á ban đầu tạo ban đầu sẽ không thể xóa được. Phần 3 chúng ta sẽ học về VC Networking. Thì các bạn được tìm hiểu về VPC rồi, trong phần này chúng ta sẽ học về các cái lựa chọn networking khác nhau. Là cái phần Internet Gateway là một cái thành phần VPC có thể mở rộng, dự phòng và qua dùng cao, cho phép giao tiếp giữa các cái phiên bản trong VPC và trên Internet. Thì Internet Gateway này phục vụ cho hai mục đích. Thứ nhất là cung cấp các mục tiêu cho các bạn tuyến VPC, cho phép các lưu lượng gặp có thể định tuyến trên Internet và thực hiện cái phân giải tên miền, phân giải địa chỉ NAT á, cho các cái phiên bản được gắn địa chỉ IP công khai. Để đặt cái mạng con ở chế độ công khai thì chúng ta sẽ gắn một cái đến cái quay vào VPC của chúng ta và thêm một cái root vào trong cái bảng tuyến đó để gửi lưu lượng truy cập qua cái internet cái quay đó. Với cái internet là tất cả địa chỉ IP thì chúng ta sử dụng là 0.0.0 0.0.
Tiếp theo là cổng NAT cho phép chúng các phiên bản trong cái cho tất cả các phiên bản ở trong cái mà private subnet á kết nối với internet hoặc cái dịch vụ IP khác khăn, nhưng mà nó lại ngăn không cho kết nối internet từ bên ngoài kết nối với các phiên bản đó, sẽ tạo một cái nét gateway á, thì các bạn chỉ định cái mạng con công khai và cái cổng cái nét gateway mà nó nằm trong đó, các bạn chỉ định một cái HTTP liên kết với cổng NAT thì chúng ta tạo cái nét gateway. Sau khi các bạn tạo nét gateway á thì các bạn phải cập nhật các bạn đường tuyến đó, được cái mạng đường tuyến mà liên kết với lại những cái mạng con á để định hướng lưu lượng truy cập đến liên kết internet đến cái nét gateway đó. Đó thì khi đó là cái phiên bản ở trong cái mạng con chúng ta có thể giao tiếp được cái internet, có thể kết nối với internet được. Chúng ta có thể sử dụng cái phiên bản NAT này trong cái public subnet đó trong BBC thay vì sử dụng cái nét quay đó. Đó. Nhưng mà cái dịch vụ nét quay thì được Android quản lý và nó có tính khả dụng tốt hơn, bằng không cao hơn, và chúng ta ít phải quản lý nó so với chúng ta tạo một cái NAT phiên bản NAT NAT instance ở trong cái public subnet. Tiếp theo là BBC sharing. BBC sharing thì cho phép chúng ta chia sẻ mạng con với cái tài khoản IP khác trong cùng một cái Android organization. Thì BBC sharing á sẽ cho phép nhiều tài khoản Android tạo tài nguyên ứng dụng. Chẳng hạn như là các phiên bản Zito này, các cái Amazon RDS cùng các cái Amazon Redshift và các chức năng của hàm chức năng của AWS Lambda. Ở trong mô hình ở trên hình này thì cái tài khoản sở hữu BBC đó chia sẻ các subnet đó, một hoặc nhiều subnet cho các tài khoản khác thuộc cùng một cái organization unit đó, ở trong cái AWS organization. Thì sau khi một mạng mạng con được subnet được chia sẻ thì những người tham gia có thể xem, tạo, sửa đổi hoặc xóa các tài nguyên ứng dụng của chúng cho các mạng con. Thì người tham gia thì sẽ không thể xem, sửa đổi hoặc xóa các tài nguyên của người tham gia khác chủ sở hữu của BBC đó. BBC pairing connection là kết nối giữa hai BBC, cho phép chúng ta là các bạn chúng ta định tuyến lưu lượng giữa giữa các cái BBC một cách riêng tư. Thì các cái phiên bản trong một hoặc hai BBC có thể giao tiếp với nhau giống như là trong cùng một mạng vậy. Chúng ta có thể tạo một cái BBC pairing này, BBC pairing giữa các cái BBC của riêng chúng ta trong cái tài khoản Android hoặc khác, hoặc là trong cái BBC ở trong region khác. Khi chúng ta thiết lập cái BBC pairing này, chúng ta tạo cái quy tắc trong cái bảng liên tuyến để giúp các BBC giao tiếp với nhau thông qua các nguồn tài nguyên. Ví dụ như là các bạn có hai BBC thì trong cái bảng định tuyến cho BBC A, các bạn đặt cái điểm điểm đến đó, điểm đích là địa chỉ IP của BBC B, và đích là cái IP kết nối đó. Còn trong cái bảng định tuyến cho BBC B, các bạn đặt đích là cái địa chỉ IP A và cái mục tiêu đó là cái ID của cái tài nguyên đó. Thì với BBC pairing có một số hạn chế là dạy địa chỉ IP không được phép trùng nhau, thì tính năng ngang hàng và chức năng bắt cầu không được hỗ trợ. Ví dụ chúng ta có 3 BBC A, B và C, thì BBC A được kết nối với BBC B và BBC A sẽ được kết nối với BBC C. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chỉ có A với B, A kết nối với B, A kết nối với C thôi. Trong trường hợp, nhưng mà BBC B với C là không kết nối với nhau, nghĩa là không bắt cầu với nhau được. Muốn kết nối BBC B với lại BBC C thì chúng ta phải tạo một cái kết nối mới, một cái CV mới kết nối BBC B với BBC B C. Thì chúng ta có thể tạo kết nối ngang hàng, chỉ có thể tạo một kết nối thôi giữa cùng hai hai BBC với nhau.
Đó về 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 cái RS side to side VPN á, thì mặc định thì các cái phiên bản mà chúng ta khởi chạy trong VPC thì không thể giao tiếp với các cái hệ thống mạng của nơi khác. Ví dụ để kết nối với cái hệ thống mạng khác á, thì chúng ta phải tạo một cái mạng riêng ảo hoặc là kết nối với lại VPN. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể là tạo một cái thiết bị gọi là Virtual Gateway Device, đó là VPN Gateway, và gắn nó vào PC chúng ta. Thứ hai, chúng ta xác định cấu hình của thiết bị VPN và Customer Gateway. Thì Customer Gateway không phải là một cái thiết bị mà là một cái nó là một cái tài nguyên của AWS cung cấp cái thông tin cho AWS về về thiết bị VPN chúng ta. Thứ ba, chúng ta sẽ tạo một cái bảng đường tuyến tùy chỉnh để chở lưu lượng truy cập từ trung tâm dữ liệu đó của tổ chức chúng ta đến cái cổng VPN đó. Rồi chúng ta sẽ cập nhật cái security group để cho nó cho phép truy cập, rồi thiết lập cái kết nối AWS side to side VPN để liên kết hai hệ thống này với nhau. Cấu hình cuối cùng là cấu hình định tuyến để chuyển lưu lượng truy cập để kết nối này. Thì một trong những cái việc mà chúng ta giao tiếp chuyển đổi dữ liệu trên mạng, chuyển nhận dữ liệu trên mạng là cái việc mà tốc độ mà thì về hiệu suất mạng. Thì nếu mà cái trung tâm dữ liệu của chúng ta, cái data center chúng ta đặt ở xa cái khu vực cái AWS region thì đối với những cái trường hợp như vậy thì AWS có một cái dịch vụ riêng đó là AWS Redirect Connect. Thì AWS Redirect Connect cho phép chúng ta là thiết lập kết nối mạng riêng chuyên dụng giữa đường truyền riêng á, chuyên dụng giữa hệ thống mạng của chúng ta đối với đến cái hạ tầng của AWS. Trong một số trường hợp đặc biệt thì nó sẽ giúp cho giảm chi phí, tăng băng thông, cung cấp cái trải nghiệm tốt nhất cho so với những cái kết nối thông thường. Đó, tuy nhiên mà trong đó mới trường hợp nhất định thôi. Các bạn hình dung là cái connect này giống như là cái đường truyền truyền mạng riêng vậy, đường truyền riêng á, cái line riêng cho cái hạ tầng của chúng ta với AWS. VPC Endpoint là một cái thiết bị cho phép chúng ta kết nối VPC của chúng ta với cái dịch vụ AWS hỗ trợ, được hỗ trợ. Và những cái VPC Endpoint này được cung cấp bởi AWS Private Link. Kết nối với những cái dịch vụ này để không yêu cầu Internet Gateway, Net Device và VPC, VPN Connection hay là cái AWS Reconnect. Thì các cái phiên bản trong VPC không yêu cầu địa chỉ IP công khai để giao tiếp với cái tài nguyên trong dịch vụ. Lưu lượng giữa VPC và dịch vụ khác không rời khỏi cái hệ thống mạng hạ tầng của Amazon. Thì có hai VPC endpoint. Thứ nhất là interface VPC endpoint cho phép chúng ta kết nối với dịch vụ được hỗ trợ bởi AWS Private Link. Thì các dịch vụ này bao gồm một số dịch vụ AWS, cái dịch vụ được hỗ trợ bởi các cái khách hàng của AWS và cái đối tác của Amazon AWS. Thì chủ sở hữu của dịch vụ là những nhà cung cấp dịch vụ với tư cách là những người tạo ra cái endpoint này. Chúng ta sẽ bị tính phí cho cái việc mà tạo và sử dụng một cái interface endpoint cho một dịch vụ được tính theo tỷ lệ sử dụng theo giờ và tỷ lệ sử dụng dữ liệu. Thì gateway endpoint là việc sử dụng cái việc sử dụng mà gateway endpoint thì sẽ không bị trả thêm phí. Chi phí tiêu chuẩn cho việc truyền dữ liệu và sử dụng tài nguyên sẽ được sử dụng trong trường hợp này. Chúng ta có thể cấu hình VPC nhiều cách và tận dụng được cái nhiều nhiều tùy chọn kết nối và gateway. Thì chúng ta cái tùy chọn và cái cổng này bao gồm là AWS Direct Connect, Net Gateway, Internet Gateway và VPC Pairing. Thì khi mà chúng ta có nhiều VPC á được triển khai trên nhiều tài khoản AWS và nhiều region khác nhau á, thì sẽ rất phức tạp khi chúng ta thiết lập kết nối giữa cái VPC này. Đó, thì nếu mà chúng ta sử dụng lựa chọn kết nối điểm điểm á, thì số lượng kết nối với VPC sẽ tăng lên rất là nhanh, nhiều rất nhiều kết nối và nó sẽ khó khăn trong việc chúng ta quản lý và chúng ta nó không theo đổi theo kiểu tốc độ phát triển
của công ty sau này. Thì chúng ta có thể sử dụng tính năng VPC pairing để kết nối các cặp VPC lại với nhau. Sau nhưng mà chúng ta cần mỗi công cụ để quản lý tập trung lại, thì các kết nối cái công cụ đó là AWS Transition Gateway này. Đó, thì cái công cụ này giúp chúng ta đơn giản hóa cái mô hình hình mạng chúng ta. Với AWS Transition Gateway chúng ta chỉ cần tạo và quản lý một kết nối duy nhất thôi, từ cái trung tâm đến từng VPC đó, hoặc là đến các trung tâm, các cơ sở, các cái data center hoặc là những cái văn phòng của chúng ta trên toàn hệ thống mạng. Thì trên Transition Gateway hoạt động như một trung tâm kiểm soát lưu lượng giữa các mạng, và kết nối này sẽ hoạt động theo mô hình Hub and Spoke, thì giúp đơn giản hóa việc quản lý và duy trì vận hành, vì mỗi cái hệ thống mạng sẽ cần kết nối với Transition Gateway chứ không cần kết nối với mạng khác. Đó, thì khi mà chúng ta kết nối một cái VPC mới vào trong Transition Gateway á, thì nó sẽ sẵn sàng cho tất cả những cái VPC khác, cái hệ thống mạng khác. Thì nó giúp chúng ta dễ dàng hơn trong cái việc mà quản lý hệ thống mạng. Nếu chúng ta sử dụng các cái VPC pairing á, thì nó sẽ mô hình nó sẽ rất phức tạp như bên trái đó. Còn nếu chúng ta sử dụng cái AWS Transition Gateway á, thì nó sẽ đơn giản hóa cái việc triển khai của chúng ta hơn. Thì cái đấy chúng ta sẽ có hoạt động là chúng ta sẽ phải gắn gắn nhãn cho những cái cho sơ đồ này đó. Thì với những cái vị trí này, những cái điểm, những cái nhãn này á, thì chúng ta nếu chúng ta nắm được hết tất cả cái dịch vụ thì chúng ta có thể điền được cái nhãn này vào. Đó, như bạn thấy là chúng ta là nếu mà xong phần module này, chúng ta sẽ có thể điền được cái nhãn cho cái sơ đồ mạng này. Thì ở đây có một vài cái nắm được một số cái vài cái dịch vụ, cái lựa chọn trong cái phần này, dịch vụ mà VPC networking đó, đó là mấy cái quay này, mấy cái quay VPC endpoint, VPC pairing, VPC sharing, AWS side to side VPN, AWS direct connect và AWS transit gateway. Thì trong này chúng ta chỉ cần nắm được tất cả dịch vụ này là được. Thứ tư là chúng ta đang tìm hiểu về chúng ta đi tìm hiểu về VPC, bảo mật về VPC. Thì trong này có hai lựa chọn là chúng ta có thể sử dụng là Security Group hoặc là chúng ta sử dụng Network Access Control. Thì một Security Group hoạt động như là một cái firewall ảo cho cái phiên bản của chúng ta, kiểm soát lưu lượng truy cập vào và ra. Thì các cái nhóm trong Security Group hoạt động ở cấp phiên bản, nó sử dụng cho phiên bản chứ không phải là trong cái subnet. Thì do mỗi cái phiên bản trong cái mạng con trong PC á, chúng ta có thể được gắn cho một cái Security Group khác nhau. Thì ở cơ bản nhất á, thì Security Group là để lọc lưu lượng các truy cập vào các cái phiên bản, hoạt động cấp phiên bản, thì lọc lưu truy cập của các phiên bản của chúng ta. Thì đối với Security Group á, thì nó sẽ có một số cái rule, quy tắc kiểm soát lưu lượng ngoài ra. Khi chúng ta tạo một cái Security Group á, thì nó sẽ không có cái inbound rule, do đó là không có lưu lượng vào. Thì khi mà chúng ta thêm vào cái rule á, thì nó mới cho phép lưu lượng. Thì mặc định thì một cái Security Group á, bao gồm cái quy tắc ra cho phép tất cả lưu lượng ra, thì chúng ta có thể xóa quy tắc này và thêm quy tắc nào ra trong một cái truy cập cụ thể. Thì nếu mà Security Group á, không có quy tắc ra thì nó sẽ không cho phép lưu lượng từ cái instance phiên bản của ta ra ngoài. Đó. Các Security Group á, thì sẽ luôn luôn trữ lại trạng thái, nghĩa là cái thông tin trạng thái luôn luôn trữ lại khi mà một cái yêu cầu được xử lý. Thì nếu mà chúng ta gửi một cái yêu cầu từ cái phiên bản của mình, thì lưu lượng sẽ được cho phép phản hồi lại, bất kể là chúng ta có trong có cấu hình cái quy tắc được vào hay không. Nghĩa là một cái yêu cầu, với một yêu cầu đó, thì phản hồi của yêu cầu đó sẽ được cho phép đi vào, bất kể chúng ta cấu hình được cái inbound hay không.
Tương tự vậy thì những cái phản hồi đối với những cái lực lượng truy cập gửi cho đưa ra ngoài á, thì cho phép bất kể là gấp ra ngoài hay không. Thì nếu chúng ta là nó là luật trạng thái, nó một cái yêu cầu gửi vào trong á, thì cho phép cái yêu cầu tương ứng gửi ra ngoài. Còn nếu mà cái yêu cầu bên ngoài gửi vào á, thì nó sẽ cho một cái yêu cầu tương ứng gửi ra. Có thể ở đây chúng ta có thể là tạo một cái bàn thêm, mà chúng ta tạo một cái security group tùy chỉnh đó, thì chúng ta chỉ định được những cái rule nào cho phép. Thì tất cả những cái rule này á, thì được đánh giá trước khi được đưa ra quyết định có cho phép rule được nhập vào hay không. Đây, trên hình là chúng ta thấy là đang cho phép là lưu lượng từ bên ngoài vào những cái inbound á, cái lưu lượng bên ngoài đi vào á, thì cho phép là cộng 80 43 đó, ở tất cả mọi mọi cái HTTP. Còn ở dưới là cái thứ ra đi ra chỉ cho phép là đi vào đi ra là chỉ 1.433 thôi. Thì đối với ngược lại với lại Security Group á, là đồng ở cấp độ phiên bản ở Instant Level, thì Network Access Control List hoạt động ở Subnet Level. Thì nó hoạt động như là một cũng hoạt động giống như là Security Group á, giống một cái tường lửa vậy, kiểm soát truy cập vào và ra khỏi một hoặc là nhiều Subnet. Thì để thêm một cái lớp bảo mật khác vào PC, chúng ta thiết lập Access Control List với quy tắc tương tự như là Security Group. Thì mỗi mạng con trong MVC á phải liên kết với một cái Access Control List. Thì nếu chúng ta không liên kết cái subnet với Access Control List á, thì subnet sẽ tự động liên kết với một Access Control List mặc định. Thì chúng ta có thể là kết hợp một Access Control List với nhiều mạng con, nhiều subnet khác nhau. Tuy nhiên thì một cái subnet chỉ có thể được liên kết với mỗi Access Control List thôi, tại một thời điểm. Khi mà chúng ta liên kết Access Control List với một mạng con á, thì liên kết mới với mạng con á, thì chúng ta cái liên kết trước đó sẽ bị xóa bỏ. Thì Access Control List sẽ mà có cái quy tắc đến và gửi đến cho đi, cho một quy tắc có thể được sửa đổi để cho phép hoặc là từ chối lưu lượng. Thì VPC sẽ tự động đi kèm với một Access Control List mặc định có thể sửa đổi. Mặc định thì nó cho phép tất cả các lưu lượng IPv4 đến và đi. Ở trên trên hình là cái Access Control List mặc định đó, thì mặc định nó cho phép hết tất cả các lưu lượng đến và đi. Nhưng mà Access Control List nó khác với lại cái Security Group, là Security Group là có lưu trữ trạng thái là stateful. Ngược lại thì Access Control List nó sẽ là stateless, nó không lưu trữ trạng thái. Đó, nghĩa là một cái yêu cầu được cái yêu cầu và cái request được sẽ không được duy trì sau một cái yêu sau xử lý. Chúng ta phải cấu hình cả cả hai hai chiều thì chúng ta mới có thể là cho phép được lưu lượng vào và ra. Thì chúng ta có thể tạo Access Control List tùy chỉnh kết nối một cái subnet đó, mặc định thì Access Control List tùy chỉnh nha, từ chối tất cả các lưu lượng truy cập vào và ra cho khi chúng ta thêm một cái quy tắc vào. Nãy chúng ta mặc định thì nó cho phép hết, còn tùy chỉnh á thì nó là từ chối tất cả các lưu lượng. Thì Access Control List chứa danh sách các quy rule á, được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ thấp nhất đến cao nhất, mục đích là để xác định xem là lưu lượng truy cập có được phép vào và ra khỏi mạng 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 hay không. Những cái số cao nhất có thể áp dụng là 32.766. Thì chúng ta set up các cái rule này á theo cái bước nhảy, ví dụ là 10 hoặc 100, để chúng ta có thêm vào những cái tắc mới khi cần thiết. Thì chúng ta đặt như vậy thì tại vì cái access control list này nó duyệt từ trên xuống dưới, nó duyệt từ thấp đến cao á, nên chúng ta muốn thêm vào cái rule mới thì chúng ta phải chèn vào ở giữa đó. Thì chúng ta phải đặt cái rule này theo số theo cái bước nhảy để chúng ta khi mà cần thì chúng ta thêm vào ở giữa chúng. Ta cho hình là so sánh giữa Security Group và cái Access Control List. Thì cái Security Group á, hoạt động ở cấp phiên bản, Access Control List thì hoạt động ở cấp subnet mạng con. Còn Security Group thì hỗ trợ cho phép thôi.
nhưng mà access control list thì hỗ trợ cả cho phép và từ chối. Security group á, thì là đưa cho trạng thái, còn access control list là không không đưa cho trạng thái. Và đối với cái security group á, thì tất cả các rule được đánh giá, là nghĩa là mình xin xét tất cả các rule trước khi ra quyết định là cho phép lượng nó truy cập hay không. Ngược lại đối với access control list á, thì nó được đánh giá theo từ từ thấp đến cao trước khi ra quyết định cho phép lưu lượng. Nghĩa là nếu mà chúng ta có lưu lượng trên cho phép á, thì nó sẽ cho phép ưu tiên cái phần mà số thấp nhất trước. Đó đây là một cái hoạt động mà chúng ta thiết kế một PC. Thì là chúng ta phải đáp ứng cái yêu cầu là máy chủ đặt ra yêu cầu trong cái phần hoạt động này. Chúng ta sẽ phải đặt ra những yêu cầu. Thứ nhất là máy chủ web và máy chủ cơ sở liệu á phải nằm trong các mạng con riêng biệt. Địa chỉ đầu tiên trong mạng phải là 10.0.0.0. Mỗi mạng con phải có 256 địa chỉ IP 4. Đó. Và phía khách hàng sẽ luôn truy cập vào máy chủ web chúng ta. Máy chủ phía cơ sở dữ liệu chúng ta phải truy cập internet để thực hiện các bản cập nhật vá lỗi. Đó thì kiến trúc chúng ta phải có tính hiệu dụng cao, sử dụng ít nhất một lớp tường lửa tùy chỉnh. Đó là chúng ta áp dụng trong cái phần bài hoạt động này, chúng ta sẽ áp dụng tất cả kiến thức về VPC, về Security Group, về Access Unit. Và bước môn hỏi này chúng ta sử dụng một cái dịch vụ riêng biệt. Đó thì trong phần 4 này thì chúng ta sẽ xây dựng các cái bảo mật trong cái kiến trúc MPC. Rồi chúng ta hiểu được các cái tùy chọn Security Group và Network Security để cấu hình cho cái bảo mật cho MPC của chúng ta. Nó sẽ cấu hình giống như bức tường lửa vậy. Rồi trong cái phần này chúng ta sẽ có một cái bài lab để xây dựng cái VPC và phải chạy cái web server đó trên cái VPC đó. Thì cái phần bài lab này thì các bạn sẽ thực hiện ở trên cái nền tảng LMS của Amazon. Ở trong này chúng ta sẽ có một số nhiệm vụ để chúng ta tạo VC, thêm cái mạng con vào trong VC đó, cấu hình cái security group, rồi khởi chạy cái phiên bản web server ở trên cái VPC đó. Khi mà chúng ta làm xong bài lab này thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ mạng như vậy. Thì trong bài này chúng ta sẽ có bài thứ hai, đó là xây dựng cái BBC chúng ta và khởi chạy server đó. Đó thì sau cái bài lab này thì chúng ta cái kỹ năng chúng ta nhận được đó là chúng ta có thể tạo được một cái Amazon BBC đó, chúng ta thêm được cái subnet vào trong BBC đó, tạo một cái security group và khởi chạy được cái biết cách khởi chạy, biết cái cấu hình các cái routable, các bàn tuyến trên cái BBC đó. Đó, như vậy là cái phần của hôm nay thì chúng ta sẽ dừng lại ở phần network, cái phần security group và network access đấy thôi. Còn hai dịch vụ còn lại đó là root utility và CloudFront á, thì sẽ được học trong buổi tiếp theo. Đó thì đây là như này, hôm nay chúng ta đã học được về AWS Security và về bảo mật trên các dịch vụ của AWS và sử dụng VPC, cách sử dụng VPC với dịch vụ trên VPC. Đó, bữa sau là chúng ta sẽ học tiếp theo về RootkitTree và CloudFront. Thì nếu có câu hỏi nào đối với về học phần bài hôm nay thì các bạn có thể đặt trên nền tảng LMS. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.